Chết rồi, bị mờ camera rồi. Lấy cái gì cho cái khăn giấy bà Linh. Bà hay quá ha. Coi rõ vậy ta. Chết rồi. Quên lau màn hình. Hello hello. Hello, xin chào tất cả. Ơi mấy cái giấy kiểm định này sao không cất đi. Bà để nguyên nhét ra đây vậy bà Linh. Hello, xin chào tất cả chị yêu của em. Hôm nay bé Anh sẽ lên tiếp cho tất cả các chị quần áo hàng cảng mới về, rất là đẹp, đẹp ơi là đẹp luôn. Ai đang coi là các chị chấm bài cho em một chấm nha các chị yêu của em nha. Có son xịn luôn, có đủ thứ hết, chống nắng của Nhật, chống nắng Biore của Nhật, chống nắng Tenbe của Nhật luôn. Nhiều hàng hot lắm mấy chế ơi, có còn có cái gì quách long nữa. Hôm nay là em chơi shop, em bán giá tri ân nha. Ai đang coi là các chị chấm bài và cho em một nút chia sẻ đi mấy chị được không ạ? Ai đang coi là các chị chấm nút cho em một cái nút chia sẻ được không mấy chị ơi? Quên nữa, nhắc mới nhớ nữa, chị nào hỏi đầm Adidas á, có mấy cái tính lên nhường cho mấy chị, nhưng mà đợi khách em vô một cái em cho mấy chị lên coi mẫu, mẫu nào mà mấy chị lấy thì em để mấy chị, còn mẫu nào không có thì em mặc, tại vì hàng em đặt về hàng Adidas đó mấy chị, đầm Adidas giống như em mặc vậy nè. Hàng của em đặt về, nhưng mà em đặt mỗi thứ có một cái cho em à. Nhưng mà nhiều chị hỏi quá, nên là thôi, nên là em nhường cho vài chị. Nhưng mà ý là cái nào mà mấy chị thích thì em nhường, còn không thích, còn cái nào không thích thì em để em mặc nha. Ai coi like các chị chấm bài cho em một nút chia sẻ được không mấy chị? Chia sẻ cho em đi, hôm nay là em lấy tương tác một cái nè. Ai đang coi like các chị chấm bài và chia sẻ vô hội nhóm giúp bé Anh nha. Chia sẻ lên trang cá nhân và chia sẻ vào trong hội nhóm giúp bé Anh nha, cái tình yêu của em ơi. Ai đang coi like các chị chấm bài giúp em luôn. Rồi bà Linh, bà cắt cái thùng mới cản về đi. Hello, em chào chị Thu Thủy nè. Hello, chào chị xưa. Hôm qua đang xem bị ông Facebook nó văng ra vào mãi không được. Á trời ơi, cái đầm chị Hi Nguyễn, đầm Adidas ở ngoài mắt lắm, lúc nào cũng share cho em hết nè. Cảm ơn Hồng Liên Nguyễn Như. Hôm nay ok mấy chị, em đã nói rồi mà, em nói mấy chị nghe, hôm nay ngày mai mùng 1 phải không, ngày mai mùng 1 mà túi đậu chưa về kịp, nên là tối nay nếu mà em mặc có sức khỏe nha, tại vì mấy hôm nay em hơi mệt xíu, có sức khỏe em sẽ lên em tư vấn phong thủy tiếp cho khách. Còn bây giờ trong cái live này em sẽ bán lộn xộn quần áo giày dép gì cũng có, quần áo giày dép gì cũng có. Hôm nay có quà lớn, cho em nút chia sẻ đi, em có quà lớn liền luôn. Hà đầm em ok chị Thúy Hồng, để em sẽ lên đầm cho mấy chị nè. Hôm nay em mà tặng cái này là hơi bị sốc luôn á, hôm nay em tặng mấy chị là hơi bị sốc luôn á. Rồi bà khui cái thùng ra đi. Đây, chuẩn bị khui cái thùng ra cho khách coi. Đây mấy chị, chuẩn bị khui cái thùng ra cho mấy chị yêu của em coi. Rồi cắt ra luôn, cắt ra luôn cái chữ Minh Anh đi. Ai còn đâu, gần Tết mà thấy Minh Anh đẹp tươi ra. Cảm ơn chị Thu Thủy rất là nhiều luôn nè. Để coi em đây có gì ha. Ai coi like cái chị chấm bài giúp em luôn các chị ơi, cho em anh một cái nút chia sẻ luôn nè. Rồi mở ra coi, cái mặt nạ chỉ tơ mà em anh nói phải không các chị. Rồi mở ra coi coi đẹp không. Còn mấy thùng mặt nạ nữa. Đây đây đây, thùng này là thùng mẫu đúng không? Thùng này là thùng mẫu đúng không? Trời ơi mấy chị ơi, bá cháy mù chét luôn. Để em quay cái camera sau em cho mấy chị coi, để coi hôm nay có hàng gì, rồi lát em sẽ lên live sau nha. Đây đây đây, mặt nạ chỉ tơ chi tô siêu. Hello, em chào chị Yên Hoàng. Mặt nạ chỉ tơ Linh nhìn đẹp nè. Trời ơi đúng rồi, bà dễ thương lắm mấy chế ơi, chỉ bị cái là ế chổng mông thôi. Đây, mặt nạ chỉ tơ chi tô siêu nè, căng bóng da nâng cơ nè, 100% là made in Korea nè mấy chế ơi. Đây các chị nhìn nha, 100% made in Korea. Quay cái thùng cho khách coi luôn, tất cả là hàng Korea về hết nha tất cả chị nha. Nên ai đang coi like các chị cho em một nút chia sẻ hàng cảng. Trời mấy chị ơi, hải quan nó bắt nên là mới gom được một ít. Chị nhận được đậu hũ đậu rồi thì làm thế nào bé đẹp ơi. Rồi đợi xíu bé anh tư vấn luôn, để em coi có gì đã. Hôm nay hàng về em chưa có nhận được, để em coi có gì. À, cái này là dưỡng trắng da nè, cái này em đang dùng nè, mặt nạ chỉ tơ nè. Cái này là nâng cơ cho da đúng không? Cái này nâng cơ cho da đó mấy chị. Cái này là nâng cơ cho da, trẻ hóa da. Hello, em chào chị Nguyễn Thị Tuyết Mai. Nâng cơ da nè, siêu nâng cơ cho da luôn các tình yêu của em ơi. Đây, mã chết code ở đây đây. Made in Korea đây, siêu nâng cơ cho da. Rồi còn gì nữa, để em coi coi, để coi gì không? Để em coi có gì đây. À, cái chống nắng xịt của Nhật.
chống nắng của Nhật này các chị. Đây đây, trời ơi cái này xài hơi bị đã luôn nha, xài bao ghiền luôn cho bé anh. Đây chống nắng Made in Japan cho em luôn, 100% của Nhật luôn. Gom sale về, gom sale về, hàng cản trời mấy chị ơi, hàng cản nó bắt quá trời luôn, nên là có hàng cho mấy chị yêu của em. Đây 100% của Nhật, còn gì nữa không? Mới lên coi nhớ nhiều lắm, gửi hình nhiều lắm. Hello, em chào chị Thanh Cao Kim nè. Trời ơi, cái này trời ơi, cái này mới sướng nè. Mẹ em là bao ghiền dùng cái Biore này luôn các chị, Biore của Nhật. Đây là kem chống nắng Biore của Nhật luôn. Trời ơi, xài hơi bị ghiền luôn các chị ơi. Đây các chị, 100% là Japan nha các chị nha, của Nhật nha. Đây, kem chống nắng Biore của Nhật luôn. Trời ơi, quá trời là hàng hot. Đợi em xíu để em kiếm mà còn gì nữa hot không. Tinh dầu Dubai nữa hả? Trời ơi, nay gửi cho tinh dầu Dubai nữa hả? Rồi còn gì không? Trời ơi, son hả? Trời ơi, một đống son luôn. Son mát, Chanel, đủ thứ trò hết. Son chính hãng, 100% bao chất cốt cho bé anh luôn. Trời ơi, son mát mấy chị ơi. Đang gom sale, cái này là bên ở bên nước ngoài á mấy chị. Nó đã gửi hàng về mà bị kiểu hải quan nó bắt á, nó trốn thuế hay sao á. Nó đẩy ra một đống luôn mấy chị ơi. Gom về được giá rất là mềm. Ôi trời ơi, màu này đẹp ghê. Màu này đẹp kinh khủng luôn. Ruby Hue hả, là màu gì vậy? Lady Langer nè các chị, Langer nè. Đó, son của MAC nè mấy chị ơi. Thơm quá, hửi. Cái dòng MAC nó có mùi giống như mùi bò sữa vậy đó. Cái mùi rất là lạ luôn. Đó, màu cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi, quá trời là son, có Chanel nữa nè mấy chế. Rồi ơi, quá trời màu luôn. Để có một cái like nào rảnh sẽ lên cho mấy chị. Nhiêu đây thùng son của em là biết bao nhiêu là tiền luôn á. Trời ơi, được cây Tom Ford nữa nè. Được một cây Tom Ford nữa nè, Tom Ford nữa nè mấy chế ơi. Mấy cây đó hả? Kìa, bữa nào kêu chị Thúy qua đi. Trời ơi, đợt này về quá trời màu đẹp luôn. Rồi em coi màu này màu gì. Trời ơi, cái màu này em thích là chị Linh mở màu này ra em coi coi. Đẹp, để một cây em xài thử coi. Cái cây MAC này nè, xài được lắm, bền màu cực kỳ luôn. Còn cái này là cái gì đây? Cái này là cái gì đây? À, cái này là quách long của Mỹ các chị ơi, diệt long nè, diệt long của Mỹ. Cái này là quách long của Mỹ nè. Trời ơi, cái Dimber này ở ngoài bán một chai như này ở bên Mỹ 300 mấy chục ngàn đó, để em sell giá rẻ luôn. Ôi cây này đẹp quá. Cái này cái gì gọi là hồng đất à? Cái này cái hồng đất à. Trời ơi, đẹp kinh khủng luôn mấy chị ơi. Rồi, hàng Mỹ về đẹp kinh khủng luôn, hồng đất. Để em để cây này, để cây này ra cho em đi. Cây này đẹp nè. Cái này là đánh da trắng trắng dễ thương nè. Đây, rồi để em lên, để em coi còn gì không, còn màu nào lạ lạ không mấy chế ơi. Rồi, được cây Tom Ford nữa đây. Tom Ford sao ít mẫu vậy? Tom Ford sao ít nhờ, được có 1 cây, 2 cây vậy? Đây mấy chế, trời ơi, toàn son đẹp, mở Tom Ford này ra em coi luôn. Hello, hello, em chào mấy chị yêu của em. Trời ơi, hàng hot ơi là hot luôn mấy chị ơi. Cái mặt nạ này em bao mấy chị mà sai mà không, xài mà không ghiền nha, em bảo đảm trả lại tiền cho mấy chị. Gửi mẫu về mà em bao ghiền luôn. Ok, này đẹp quá, cái này đẹp quá. Ôi, xuất sắc. Tom Ford là cái hình gọi là nữ hoàng về son luôn á mấy chị. Tom Ford là nữ hoàng về son luôn mấy chị ơi. Đây, đẹp chưa, hơi bị đỉnh luôn cho em. Đây, cái này cây màu gì, màu số 08. Đây các chị, 08. Đây rồi, được rồi. Để em lát em làm chương trình hôm nay em sẽ sell son mạnh luôn tặng cho mấy chế. Hàng này là hải quan nó bắt á mấy chị, mấy cái shop mà nó đem hàng về bị bắt á. Đó, hàng lộn xộn đủ thứ loại hết trên đời hết. Gom được thùng này có mấy chục triệu chứ không nhiêu mấy chế ơi. Đây, rồi bây giờ bà lựa cây nào đẹp đẹp đi, hơi bị đẹp luôn để cho em cây. Bắt cái cây lên em like. Giờ em sẽ like, giờ em lên quần áo trước nha. Giờ em lên quần áo trước nha, rồi em sẽ lên tiếp tục là hàng Mỹ cho mấy chị, hàng Mỹ và hàng Nhật cho mấy chị. Ai đang coi like các chị chấm bài cho em một nút chia sẻ nha, tại livestream giúp bé anh luôn. Đây, cái màu em đang đánh trên môi là cái cây Tom Ford nè, mà màu số mấy nè không nhớ nữa. Không mấy không nhớ nữa. Đây, cũng Tom Ford luôn. Mềm môi cực kỳ luôn. Đây. Nhưng mà cây này là cây em mua rất là đắt tiền. Ai mua Tom Ford là biết rồi, chịu mấy cây không à. Rồi bây giờ bé anh sẽ lên tiếp tục chương trình. Ai muốn săn quần áo đẹp comment cho bé anh luôn. Ai muốn săn quần áo đẹp comment giúp em luôn. Để em kéo cây lên rồi em like cho mấy chế nha. Hôm nay để em xem cái đầm Mỹ á, chị Nguyệt bữa giờ hỏi quá trời luôn á. Cái đầm Mỹ á, cái đầm Adidas nha.
cái đầm của em á, chị Nguyệt hỏi với chị nào Tigon đồ hỏi á, coi coi lát nha, kêu nhắn chỉ lên Facebook lên like coi đi, hoa lát hết rồi chỉ toàn coi lại like không à. Chị Nguyệt ở bên Mỹ á, hôm bữa hỏi á, đẹp ơi là đẹp luôn. Đây, khách em hỏi cái mẫu đầm này rất là nhiều, nhưng mà mẫu đầm này là mẫu đầm em mua về, giá là 1 triệu hơn một cái. Đầm này là đầm Adidas chính hãng luôn, ai ra hãng mua là biết 1 triệu mấy một cái à. Còn chị nào chưa mua thì chắc là chưa biết giá. Thì 1 triệu mấy một cái, em nói thiệt mua một cái đầm tiếc lắm. Em cũng suy nghĩ quần, em ăn là em không tiếc nha, mà mua quần áo là em tiếc dễ sợ luôn. Nhưng mà em gom được, em gom được bên đó nó sale 65% lần mấy chị. Nó gom sale được 65% cái đầm suông này. Suy ra về đây là em bán nha, là em mặc cho em nha, là bán 400 ngàn một cái đầm Adidas đó, đầm chính hãng luôn đó. Đây là mẫu đầm bé anh đang mặc nè, bé anh gom về cho bé anh mặc mọi thứ được một cái, một cái, một cái. Mà khách hỏi nhiều quá nên thôi em lên live nhường khách luôn. Ai coi là để một nút chia sẻ nha. Đâu rồi, chung cái bao mà, chung cái bao mà để gom nè, để cho khách coi. Cái này hơi bị đẹp luôn khách ơi, sang cực kỳ sang Adidas. Đây, cái này mà em nhìn mà em còn khoái nữa mà. Nhưng mà để cái này được hai cái đúng không? Để một cái rồi, còn một cái ai mà khách quen quen hỏi thì bé anh sẽ lên. Đây mấy chế, 100% Adidas chính hãng nha các chị ơi. Ai đang coi like chấm bài cho một nút chia sẻ giùm em luôn. Đẹp cực kỳ luôn, Adidas chính hãng. Đó, một cái là 400 ngàn. Đó, một cái là 400 ngàn đó. Chị nào mà mình hỏi, chị nào hỏi mà lấy á, đặt á thì cứ báo em nha. Có gì là em để cho một hai cái. Cái này là của em, nhưng mà em để cho một hai cái. Em đặt có mấy cái cho em mà mấy chế ơi, đặt có mấy cái à. Bỏ vô bao cái đó đi mà lên, cái đó đẹp á. Cái đó có một cái rồi mà không biết mẹ tôi vừa không ta. Đây, đây mấy chị. Trời ơi, cái Adidas này đẹp số dách luôn. Đẹp cực kỳ luôn. Đây mấy chế, hàng 100% chính hãng. Chị Lan Nguyễn có mấy màu em, để em lên cho coi. Cái này là của em mua, để em mặc. Đầm này là đầm xương nè, em mua em mặc nè. Nhưng mà khách hỏi nhiều quá nên là thôi, em về được có mấy mẫu cho em à. Nhưng mà mặc thay, mình mặc cũng có, nhưng mà thôi nhường cho một hai người. Chị nào mua thì comment giúp em. Đây có mấy màu để em cho coi màu ha. Cái này là cái đỏ, mà cái đỏ này lạ. Đỏ này đẹp ghê á. Đây, cái đuôi của nó là hoa nè, Adidas nè. 100% là hàng chính hãng nha. Mua ở trong store là 1,6 triệu. 55 vừa kỳ vừa không. Chị Nguyễn Thị Mỹ Diền, dạ vừa. 55kg, cái này là phi size chị Diền ơi. Hàng Adidas, cái mẫu mà suông suông như này nè, cái kiểu suông suông như này là phi size. Từ 45 cho tới 65kg là vừa luôn, nó thoải mái lắm. Cái chị Tigon đó, cái chị khách nhà bé anh là size M thôi, mà chị mặc cái đầm này dễ thương lắm mấy chị. Đó, chị nói là bình thường chị mua ở ngoài mà canh sale 50% là đã 600-700 ngàn rồi, mà nay em gom được 65% có 400 ngàn một cái à. Đó, cái đỏ nè, đó có một cái à, mọi thứ có một cái à, em gom cho em mà. Mà để em coi gì mã bà nội, này đồ của tôi mà, tôi, ai thích thì em nhường cho một cái hai cái thôi, chứ bà đọc mã thì đâu có bác. 400 ngàn đây. Ôi cái này dễ thương vậy, cái này em mới coi hình trên web là em đặt luôn á, vì em thích quá luôn mấy chế. Đây cái này dễ thương ghê. Cái này là đen 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 trắng nè, phối Adidas đỏ nè. Đó, cho mấy chị coi mấy mẫu em lựa hàng tiễn không à. Mà Adidas nó sale á là nó chỉ sale một mẫu, nó sale chỉ có nhanh thôi, nó trong có thời gian thôi, ở trên web á, chứ không phải là lúc nào mà mấy chị canh đặt cũng có hàng hết. Ví dụ một mẫu đó mà nó bán qua cái đợt đó rồi, nó còn được một hai cái nó tuồn ra. Đó, cái này chỗ dễ thương ghê không, giống cái bé anh đang mặc nè, giống cái bé anh đang mặc nè. Adidas nè, vân hoa nè, hơi bị sang luôn, dễ thương ghê chưa. Tay đẹp quá. Mà cái này nè, làm bằng da thật luôn á mấy chế, da thật luôn. Em thì em chưa đủ điều kiện để nhập hàng mấy triệu cái về để bán cho mấy chị đâu. Nên là em canh sale, em mặc trước đã, ai thích thì từ từ mới nhập. Có beo hôm bữa bé anh cho chị coi với chị Sony Trần. Cái beo đó có một cái à, em lấy em mặc luôn rồi. Cái đó em về em thấy dễ thương quá, em lấy em mặc luôn rồi chị Sunny ơi. Cái này giờ còn mọi thứ một cái nè, bốn cái của em nè. Ai lấy cái nào thì comment em nhường cho một hai chị thôi, em để lại hai cái em mặc nha. Chứ còn bán thì không có bán.
đáng ra bán em bán 600, 800, 900 cũng được dạ, nhưng mà không thích bán, giờ là ưu tiên. Thấy khách cũng mua nhiều mà sao bữa em mới đưa ra cho khách coi à, mà nhiều chị thích quá trời luôn. Đó, gom sale đó, chế nào thích thì comment. Đó, em chỉ có được mấy mẫu là em đặt về để em mặc thôi. Vì cái form này nó phi size mà vải cực kỳ đẹp, mấy chị nhìn vải giúp bé anh là biết liền, vải đẹp lắm. Mát cực kỳ luôn, còn beo là nó hết hàng rồi chị Sunny. Beo có một cái à, em giục lắm luôn, á canh dữ lắm mới có được cái beo đó đó chế. Rồi, đó ai thích thì hỏi nha, ai thích thì hỏi nha. 400 ngàn một cái đầm hiệu nha, 100% hàng chính hãng đó. Rồi, để qua cái này mà Nguyệt Trần Tigon lát lên coi like là thế nào cũng hốt một cái, hai cái của em nữa không coi. Mấy chị thích mấy mẫu này lắm, mặc đẹp lắm. Đó, em có 4 màu à, 4 cái 4 màu à, chia mình hai cái, chia mình chị Mỹ Duyên chia mình hai cái, một đỏ một bông đỏ, một cái đỏ hả, một đỏ một bông đỏ là hai cái nào, cái này hả, phải hai cái này không chị Mỹ Duyên? Cái này là cái bông nè, cái bông nè, cái này bông đỏ đúng không? À, cho em cái đen đi chị Nguyễn Thị Tuyết Mai. Trời ơi, em tính cho có hai người thôi. Cho em cái đen đi chị. Rồi, chị Mỹ Diền, một cái này là cái đỏ nè, có một cái này nha. Trời ơi, em tính cho có hai cái mà sao mấy chị lấy hết của bé anh rồi. Thôi kệ, khi nào có được em gom, chứ giờ đó nó hết sale rồi. Chị Mỹ Diền, em thấy là chị nói là cho chia cho chị hai cái, một cái đỏ, cái này là cái đỏ nè, cái này cái đỏ với cái bông đỏ đúng không, chị ghi ok để với anh biết nha. Cái này là em bán tặng nha, chứ em không phải là bán, em mua em mặc. Đỏ dưới chân, đỏ dưới chân đúng rồi, đỏ dưới chân nè. Thôi bây giờ đọc mã nha, đọc mã nha chế. Cái này là cái đỏ hoa nè, đỏ mà có đỏ nè, đỏ mà có những cái hoa dưới chân nè, đó, đỏ hoa dưới chân đó, phải cái này không thì ghi giúp em chữ ok luôn. Rồi còn cái này là đỏ bông, đỏ này là đỏ bông Adidas, không biết giờ còn gom được không nữa, bên đó hiện tại cháy đó mấy chị ơi, mà gom là gom được có một cái à. Cái này là đỏ hoa nè, phải chế lấy đỏ hoa không chị Lan Nguyễn nói cái em đen, cái đen em cầm để chiều chị ghé lấy nắm hoa lấy luôn. Cái đen em cầm, đen là em có hai cái đen lận, đen là em có hai cái đen lận, đỏ hoa không, một cái đỏ hoa. Thôi bây giờ đọc mã đi cho chắc nha, chứ giờ nói mã nó đỏ hoa đỏ bông không hiểu. Cái này mã số 1, mã cho em là M1 cho mấy chị nha. Cái này à, cái này là mã 1 nè, cái này mã 1 nè. Còn cái đỏ này là mã số 2 nè, cái đỏ này là mã số 2 nè, đó, bỏ hoa nè. Còn cái đen này là mã số 3, đen này là mã số 3 nè, đen này là mã số 3 nè. Đó, còn cái này là mã số 4. Hồi nãy là chị Mỹ Diền, chị lấy mã nào chị comment mã đó giùm em nha. Giống đó, giống áo em mặc chị Lan Nguyễn, giống áo em mặc phải không? Rồi, giống áo em mặc để cho chị Lan cái nè. Rồi mã số 2. Rồi giống cái em đang mặc. Rồi đây giống mấy anh đang mặc tặng cho chị gì quên rồi. Chị gì? Lan Nguyễn. Mã 2 là mã nào vậy bà Linh? Mã 2 là mã bông á. Mã 2 là cái mã bông. Rồi mã 2 là cái mã bông là cho chị Mỹ Diền nè. Nguyễn Thị Mỹ Diền nè. Rồi. Mã 1 em nhường mỗi người một cái thôi nha, em không nhường người nhiều nha. Còn cái này là mã số mấy? Mã số 4. Ai lấy cái này comment mã số số mấy? Số 4. Thôi bây giờ bé quên mất tiêu mã rồi. Cái này mã 1 nè. Mã 1 là cho ai, Lan Trần phải không? Không, Lan Trần là mã 3. Mã 3 là cái nào? Mã 3 là cái đen giống em. Cái đen giống cái em hết rồi. Cái đó. Cái 1, mã 1 cho Lan Trần nè. Mã 1 cho Lan Trần nha. Rồi mã 1 cho Lan Trần, nhường cho mỗi người một cái thôi. Đây, rồi bây giờ em đọc mã 3 bao nhiêu vậy? Mã 3 không có. Cái này không có bán, của em mua chị Hoàng ơi. Em tặng.
Em tặng, tại vì nhiều người hỏi quá nên em sang sẻ hàng xịn cho một cái hai cái là hết hàng rồi. Giờ cho em mã số 5 đi. Bây giờ nãy giờ em lộn xộn mã em không nhớ rồi, cái này mã 5. Từ từ. Đây là mã 3 nha. Ừ. Mã ghi tên chưa? Rồi. Mã 2 của chị Mỹ Hiền. Mỹ Hiền rồi, mã 1 cho Lan Trần. Lan Trần comment mã 1. Rồi mã 5 cho Tuyết Mai nè, Tuyết Mai lên số điện thoại luôn. Tuyết Mai lên số điện thoại cho em luôn, 400.000 một cái nha, 400.000 nha. Hàng chính hãng nha, chứ không phải hàng tào lao nha mấy chế. Nguyễn Thị Tuyết Mai lên số điện thoại luôn, rồi. Hết, hết. Rồi xong, chị Nguyệt Trần đã vô trễ. Mã 5 cho ai, cho chị Nguyễn Thị Tuyết Mai nè. Rồi Nguyễn Thị Tuyết Mai lên số điện thoại luôn. Không biết Tuyết Mai khách mới hay khách cũ nữa bé anh không biết, nên là lên số điện thoại giùm bé anh luôn. Trời ơi, cái này hôm bữa like hai cái lẻ nè, ok chị Tuyết Mai. Dễ thương lắm, cái này không biết còn không nữa, nhưng cái này em dành dọc kiểu lắm. Yêu chị, ok. Dễ thương cực kỳ luôn, dễ thương ha. Mặc cái này là bằng da thật luôn á. Đây nè. Đẹp cực kỳ, bảo đảm mấy chị về mặc sướng. Mặc sướng lắm, bình thường mua 1 triệu mấy, giờ mua mấy trăm ngàn. Rồi bây giờ lên để lên tiếp. Cái này quá trời người hỏi luôn nè. Hôm bữa cái bao hàng của em quăng ra bà Linh bà lấy ra bà sót hai cái để không like. Em bảo đảm liền cầm lên nào là khách thích cái đó hết. Hôm bữa like quá trời đẹp luôn. Đây, cái này mua mặt Tết hơi bị sang luôn cho bé anh, đầm của thằng Zara. Đầm của Zara các chị ơi. Đây, cực kỳ đẹp, cực kỳ sang luôn cho bé anh, đẹp lắm luôn, đẹp xuất sắc luôn. Cái này cho em free size. Mẫu này free size cho bé anh nha. Chị nào mà mình tầm cho em là size M, L, M, M thì mặc M nè, M thì các chị mặc cũng vừa vừa, L mặc cũng vừa vừa, còn XL là mặc cũng hơi ôm, đó, XL là hơi ôm, đó, kiểu này phi size thoải mái, nhiêu ký cũng vừa hết, nhiêu ký cũng lọt hết, nhưng mà cái mẫu này thì chắc là phải từ 50kg đổ lên, 40 mấy ký đổ xuống thì mặc rộng lắm, 250 luôn. Ai lấy comment luôn. Mã cho em là mã 6 nha mấy chị nha, mã 6 250.000 một cái đầm Zara siêu sang luôn mấy chế ơi. Đầm màu vàng, chất của nó là chất gọi là chất gì quên rồi. Chất này là cái vải gọi là vải gì, vải ly hả? Vải ly á, gọi là xếp ly mà rất là đẹp, màu vàng. Đó, ai lấy comment mã số mấy? Mã 6 đi. Mã số 6 nha mấy chị nha, 250k. Để em thử coi em vừa không. Bữa em lên này rồi nè, mà bị sót nè. Đây. Bữa em lên này rồi, các chị nhớ không? Hôm đó có màu xanh đen nữa nè. Mà like hết rồi, nó là dạng gì nè. Ôi sang ghê. Không ai lấy là bé anh lấy luôn. Bao nhiêu mã này mà mấy? Mã 6 nha mấy chị nha, 250k một cái duy nhất. 250. Đó, mã 6 nha, ai lấy thì comment luôn. Cái này là hàng sale rồi nên là ai lấy thì chắc lấy giùm bé anh nha. Cô Thu Thủy mã 6 màu vàng. Không có xả nha cô ơi. Sáng mai ghé shop nha, chứ bên con là gần Tết rồi, là không có giữ hàng 1-2 ngày nữa đâu. Đợt trước giữ hàng nhiều rồi mà gọi không có được, nên là chị Linh phải xả nè. Đó, nên là ai lấy là cái mấy chị đẹp là ghé giúp bé anh sớm nha. Không xong xả hàng nha. Chứ hôm bữa khách ghé shop mà xả quá trời xả luôn, nên là thôi không cho ghé shop luôn á. Khách like, người ta like người ta chắc lấy. Có nhiều chị, cô Thu Thủy là còn lâu lâu còn cái hai cái, chứ hôm bữa em gặp chị kia kìa, Trang Lê hay ai quên rồi. Rồi xả mà xỉu luôn á, xả mà không muốn bán luôn, em nói thiệt. Mua 10 cái, xả hết 9 cái lấy 1 cái, trời ơi. Nghỉ chơi luôn. Rồi cái đầm này hơi bị cưng luôn nè, mà cái đầm này màu xanh dễ thương nè, có 1 cái. Size này cho bé anh là phải từ 55-56kg đổ về. Màu này là màu dễ thương ghê luôn á. Màu này là màu gọi là màu gì, màu xanh rêu nha. 250 mã số cho bé anh là mã số. Mã cho em là mã số 7 nha mấy chị nha. Mã 7. À. Dễ thương lắm mấy chị ơi, nó là dạng gọi là sao ta? Cái chất nào không biết nữa, rất là đẹp mà mát lắm. Mà nó là dạng li như này nè. Đó, đầm xếp ly như này nè, mặc rất là sang. Mà đặc biệt cái này mặc các chị mặc với lại mang những cái đôi dép đi biển đồ này nọ được luôn. 250 mã số giùm em luôn. Mã cho em là mã số 7. Cái này 56-57kg đổ xuống vẫn mặc được. Đầm đi tiệc siêu phẩm size S rồi, ok, Đặng Thu Hồng luôn, để lên đầm đi tiệc luôn. Cái này 250.000 nha. Hôm nay ai đang coi like cho em nút chia sẻ đi. Cho bé anh một nút chia sẻ đi. Rồi bây giờ bé anh lên tiếp nè.
lên tiếp đợi em xíu, em vô cái bao lẻ, một hai cái lẻ em sót để rồi em lên. Một hai bao lẻ em sót mẫu rồi em lên. Để coi cái này là cái gì đã. Đợi với anh một chút. Trời ơi, cái này mẫu của Zara nè, hơi bị dễ thương luôn nè. Ôi trời ơi, đẹp ghê vậy. Đẹp quá mấy chế ơi. Đây, đẹp cực kỳ luôn, rất là sang. Đây, đây, cái này nè, nó có cái hình minh họa như này luôn. Của hàng Zara nha, các tình yêu của em nha, của Zara. Ai lấy đầm này comment luôn cho bé anh, size này cho bé anh để nhiêu ký mặc vừa ta. Cái này chắc 57 ký đổ xuống mặt vừa. Ai lấy comment mã số. Mã cho em là mã số 8, mã số 8 các chị nha. Mã số 8, 250.000 một cái mã số 8. Trời ơi, hơi bị sang luôn cho bé anh. Sang lắm mấy chị ơi, M8 nha, đụng cái duy nhất thôi nè. Đây, kiểu nó mặc gì nè. Rớt nhẹ bên cái vai ra đây nè. Nó có hai cái dây để cái một cái vai này nè. Mà dễ thương lắm, mẫu này cực kỳ sang luôn. Đây mấy chị, mã 8 giùm bé anh luôn. Có M8, cái nơ để các chị thắt. M8 250k. 250 luôn mấy chế ơi, mã số 8 giùm em luôn. Đây, có một cái dây thắt cái nơ. Đó mấy chị thắt giùm em. Chất đẹp cực kỳ, rất là sang. Ôi trời. Đầm này hả? Đầm này hả? Ơi cái đầm này form to. Đầm này em nói mấy chị nghe nè, rất là dễ mặc. Cái đầm này nè, chị nào mặc size nào cũng vừa luôn, MLXL vừa được cái đầm này luôn cho bé anh. Tại sao biết không? Cái đầm này nếu mà không mặc dây thì nó là dạng suông. Còn nếu mà thích dây thì có một cái dây thắt vô. 250 mã 8, đẹp cực kỳ xuất sắc. Đài dễ thương ha, dễ thương cực kỳ luôn. Rồi 250 luôn. Rồi chốt cho Trang Đình Kim M8 luôn nè. Rồi lên M9 đi nè. Để em coi hàng lẻ coi có cái gì không. Đẹp lắm mấy chị ơi. Vừa chị Trang Đình Kim, chị nó có cái dây á, chị thắt vô eo, eo tới đâu là thắt tới đó, nó dễ thương lắm. Cái đầm đó em nói nó giống như là phi size vậy đó, nhiêu ký cũng vô lọt hết đó. Rồi để với anh coi, trời ơi đầm size XL. Đầm XL. Được tặng thêm một cái dây nịt kèm beo luôn cho bé anh. Đây ai lấy thì comment luôn, hơi bị dễ thương. Hơi bị dễ cưng luôn, cái đầm này dễ thương quá. Sang ghê luôn á. Đưa cái móc đây. Bao vừa mấy chế ơi, cực kỳ đẹp, rất là sang cho nút chia sẻ tăng tương tác. Mã này cho em là mã 9 nha mấy chị nha, mã 9 à. Nó có hai cái tay như này nè. Rồi đặc biệt là cái này là chất co giãn luôn, không có ôm, không có chật. Cái này nó ghi XL, nhưng mà cái này chắc tầm phải 57kg đổ xuống mới vừa thôi. Ai 55, 56, 57kg cỡ đó vừa co giãn thoải mái luôn. 250.000 một cái. Ai lấy comment giúp em mã số 9. Mã số 9 giúp em. Em anh có size L và size XL, nhưng XL của nó form chỉ có 57kg đổ về. Còn L là 55kg đổ về. Chị nào mà 4 mấy 5 mấy ký là mặc được size L. Còn size XL phải 57 là chuẩn L như size bình thường nha. Cái XL này là từ size L thôi, hạ một size cho bé anh. Mà chất co giãn thoải mái luôn. Đầm này là đầm đi tiệc nha mấy chị nha. Và đặc biệt là nó sẽ có cái dây nịt beo luôn. Lên đây thắt cho khách coi luôn chị Linh. Ôi hạt nút nè, chuẩn xịn ghê chưa mấy chị. Đẹp lắm, cái đầm này em nói sang cực kỳ luôn mấy chị ơi. Cầm đi. Đây nè, có cái dây nè. Đây nó có cái dây, mấy chị thắt cái beo qua cho bé anh. Sang lắm, 250 mã số 9 nha. Có size L với size XL. XL 57kg, còn L là tầm 55kg đổ về thôi. Đây, đây mấy chế mã 9 giùm bé anh, mã số 9 nha. Đây nó có thêm cái dây nịt luôn mấy chị, dễ thương lắm. M9 giúp em nha mấy chị nha. 250k, 250 một cái mã số 9. Tay cực kỳ đẹp luôn, cái này đi tiệc được nè. Ai lấy thì comment giúp em. Chị sợ không vừa, xả mã 8 cho chị nha. Ok chị Trang Đình Kim, thoải mái không sao hết nè. Lên cho em mã số 9, 250.000. Ai lấy mã 9 thì comment giúp em mã số 9 giùm em luôn. 250 luôn cho bé anh mã số 9 nha. Rồi lên tiếp tục mã 10. M9 nha mấy chị nha. Ai coi like các chị chấm bài cho em một nút chia sẻ giúp em. Ai coi like mấy chị chấm bài cho em một nút chia sẻ nha. Bây giờ em tặng quà sóc. Giờ em tặng quà sóc luôn. Không tính cái đầm. Giờ em sẽ lấy tương tác nha.
Bây giờ em sẽ lên like, em sẽ không tính cái đơn cái đầm Adidas, tại vì Adidas là không phải hàng em bán. Cái đầm Adidas là cái đầm này là em mua, em mua em mặc nhưng mà nhiều chị thích nên là em tặng một hai cái cho mấy người thôi. Cái đầm này thì em không có bán nên là sẽ không tính vào trong cái đơn hàng ngày hôm nay. Chị nào đặt trong cái like này và những cái mẫu đầm khác mà riêng cái đầm Adidas 400 có đơn trong like, có đơn trong livestream nha, là cái đơn đầm á. Đơn đầm á trị giá cho bé anh là trên 500. Bé anh chơi lớn luôn, bây giờ em tặng mới sốc. Tặng một cái dây nịt da trị giá 500 ngàn một cái. Chơi luôn. Trời ơi, quá sốc nha mấy chị nha. Cho một nút chia sẻ, ai đặt like cho một nút chia sẻ. Đơn hàng trị giá 500 ngàn tặng một cái dây nịt. Trên 500 tặng một cái dây nịt. Dây nịt da của LV xuất sắc luôn. Hơi bị đẹp, dây nịt này ai đã mua rồi là biết rồi nha. Nhiều khách nhà bé anh đã mua rồi nha. 100% là da thật. Mà cái dây nịt này là giá của nó không phải 500 nữa, hình như 600. Rồi đợt trước là sale 50% là còn 300 ngàn một sợi ở trên live. Ai coi live rồi làm chứng giùm em luôn. Dây nịt này là làm từ da thật. Dây nịt này là làm từ da thật. Dây nịt của hàng LV. Dây nịt này của LV mấy chế ơi, cực kỳ sang luôn. Đây, dây nịt của LV mấy chị nhìn giúp bé anh, đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn. Cái dây nịt này giá trị giá của nó 600 lận, làm từ da bò, da thật nha. Đây. Rồi có nè, nè có ghi giá luôn nè. Sale còn 300 ngàn nè mấy chế. Đây. Ai có hóa đơn trên 500 là nó sẽ được tặng một sợi dây nịt nha mấy chị. Hóa đơn trên 500 ngàn một sợi dây nịt tặng luôn. Bây giờ đã giảm hàng sale rồi mà còn có hóa đơn trên 500 tặng sợi dây nịt da thật nữa. Về lấy hộp quẹt, quẹt thử cho em coi có cháy không là biết liền. 100% không teo da. Hàng 100% là da bò thật nha mấy chị nha. Ai coi la là biết rồi, mặt này là mặt LV nè mấy chế. Cái này mình nịt bụng, mình nịt mặt cái đầm. Cái này là nó dây của nó là màu trắng, trắng phối đen. Cái chị mặc chung với đầm trắng hoặc đầm đen, cái chị nịt vào cái, hoặc là cái chị mặc quần jean hoặc quần tây nịt đều được hết. Rồi, có số lượng, có giới hạn. Đây mấy chế, ai lấy thì comment luôn. Chia sẻ like giúp em, cho cái tương tác nó lên xíu đi mấy chế ơi. Chứ rầu quá mà live stream ít người coi quá luôn. Rồi đợi em xíu để em lên tiếp tục nè. Này có L nữa nha mấy chị. Có L nữa. Trời ơi em bán cái này là mỹ hot nè. Dễ thương lắm nè. Cái này em bán cái này mới dễ thương nè. Đây là dạng set chùm rất là lạ. Của LV. Trời ơi sót đâu ra được 2-3 bộ đây. Hàng cao cấp mấy chị ơi. Đẹp cực kỳ luôn. Cái này phi size thoải mái, em nói thiệt luôn á. Cái này phi size thoải mái. Để em thọt vô mấy chị coi. Đây, em thọt chân vô mấy chế coi. Đây. Đợi em xíu, em test thử mấy chế coi. Mã này cho em là mã 10 nha mấy chị nha, mã 10 ạ. À. Đây, nè, em mặc là còn vừa nữa nè. Tại vì sao? Cái lưng xung của nó là lưng xung co giãn. Lưng xung co giãn, mấy chị mặc thoải mái. Xong rồi, cái chị chồng vô. Nó có hai cái tay nữa mấy chị, cái chị thọt vô cái chị mặc thành cái áo luôn, dễ thương lắm. Đây nè, để em test thử. Nè, chọt cái đầu vô, thành cái áo luôn, nó dạng giống như là chum mà phối áo với quần vậy. Cái set này rất là lạ. Đây một cái set như này dễ thương lắm. Mà của LV hồng, dễ thương lắm. Mà chị nào muốn đẹp nữa mình thắt thêm một cái sợi dây nịt nữa ngay đây. Đây. Đó, mặc dễ thương cực kỳ không? Được hai bộ duy nhất thôi lên đơn mã. M10 nha mấy chị nha, hai bộ duy nhất à. M10 xả 250 luôn. M10 ai lấy M10 comment giúp bé anh luôn mã số 10 giùm bé anh. M10 nha mấy chị nha, 250. Cái này nè, cái chất của nó là phi size. Là sao? Size nào mặc cũng được hết. Nhưng mà cái này em nói trước, cái này từ 45 cho tới 62, 63 kg đổ về thôi. Chị nào mà eo tầm 80 đổ xuống thôi thì cái chị mặc sẽ ok. Còn eo mà nào mà bự quá thì mặc vô nó hơi ôm nha. Nên nói trước eo chị nào mà co. Tại vì nó là cái chị nhìn giúp em nè. Cái lưng thun này nó co giãn rất là mạnh. Mặc cái set này dễ thương cực kỳ luôn. Mà một set có 250 thôi. Bao gồm một quần là một cái áo luôn như này như bé anh luôn. Hôm nay ai lấy cờ bên tại live giùm em luôn. M10 với mấy chị nha, 250k. 250 ngàn mã số 10 luôn. Trời ơi quá là đẹp. Đẹp xuất sắc cành đào. Đây, nó là vậy. Đó, ai lấy thì comment. Tay nè, tay LV luôn. Để lát chồng vô mặt thử mấy chị coi. Coi nó làm sao, dễ thương lắm. Ai đang coi like cho một nút chia sẻ. Hôm nay lấy cho tương tác nó lên nè. Bây giờ lấy cho tương tác nó lên nè. Giờ bán làm sao ta? Ai mua gì ta? Thôi mà tặng quà nhiều quá rồi.
tặng nửa lỗ chết đó, nói thiệt tặng nửa lỗ chết đó, thôi không ai mua nữa đâu. Em cứ mỗi lần mà ai mua là thôi em suy nghĩ lại mà. Thôi tặng nhiều rồi mấy chị ơi, đã sale rẻ rồi, thay vì em bán giá bình thường thì em tặng được thì còn tặng nữa. Nay sale rồi không tặng nữa đâu. Đơn hàng trên 500 hoặc đơn hàng cho chị nào tầm 500, đúng 500 hoặc trên 500, em tặng sợi dây nịt da chị giá 600 ngàn một sợi, da bò của LV cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy comment giúp em mã số 10 nha. M10 giúp mấy chị nha. Ok ạ. Hello em chào chị Xu Huỳnh nè. M10 chị Xu Huỳnh nè, một cái cho em ạ. Cảm ơn chị Xu Huỳnh luôn. Chia sẻ like cho mấy anh nha, một lúc chia sẻ luôn. Ráng đơn hàng 500 tặng cho sợi dây nịt, lấy tương tác. Chia sẻ giùm em cho nó like nó lên được một xíu đi. Cho livestream nó lên được một xíu đi, còn bộ nữa ai lấy comment luôn. Rồi đợi xíu em lên nè. Tiếp tục em lên cái đầm này nè. Gì đây? Lẻ được cái nào, lên mã 11 giùm em. Mã số 11 giùm em luôn. Tặng bông tai ngọc trai đi Minh Anh, chị Xu Huỳnh. Ôi trời ơi, em chết luôn Xu Huỳnh. Bông tai ngọc trai 2 triệu mấy một đôi, làm từ vàng Ý, là vàng thật. Một đôi 2 triệu mấy, em chỉ tặng làm chương trình cho đơn hàng thực phẩm chức năng hoặc là kem dưỡng của Kinh Ly hoặc là sản phẩm Kinh Ly thôi. Đơn hàng cao tiền thôi. Chứ còn đôi bông ngọc tai ngọc trai mà cái đầm em đã sale lỗ vốn 250 rồi mà tặng đôi bông tai ngọc trai, thôi em dẹp tiệm sớm luôn chị Xu Huỳnh ạ. À, hôm qua em có chương trình tặng rồi đó, chị Xu Huỳnh vô coi like là chị biết liền à. Đợi em xíu, lát em làm đóng hàng Mỹ, hàng cảng mới về luôn nè. Bây giờ lên tiếp nè, cái này để coi cái này là cái gì đây. Đẹp cực kỳ luôn. Hello em chào chị Mai Nguyễn nè. Trời ơi cái này là cái gì đây, sang cực kỳ luôn, nhìn là đã thấy sang rồi. Có hạt ngọc trai ngay đây nữa nè, có hạt ngọc trai ở đây nữa nè. Để em coi cái này là cái gì mới được. Đây, đây. Ui cái này dễ thương vậy. Cái này nó ghi là size XL, nhưng mà cái này không phải XL đâu. Phơm này phơm nhỏ lắm, cỡ nhiêu ký vừa chị Linh? 55 á, cái này M á, cỡ M không? 53 ký thôi. Cái này là chuẩn phơm M. Chị nào mà mặc đồ mà size M lấy cho em cái đầm này hơi bị sang luôn. Trời ơi xuất sắc. Đầm tiệc, đầm tiệc. Ai lấy đầm tiệc comment luôn 250 một cái thanh lý hết. Mã này trên là mã 11 nha mấy chị nha. Mã 11 250k. Sang cực kỳ sang luôn. Có collagen nước của Mỹ không chị Thúy Võ? Collagen nước của Mỹ hiện tại hết hàng. Bên em bây giờ chỉ về bán chạy nhất là cái collagen của Hàn Quốc thôi. Nhưng mà cái collagen của Hàn Quốc này nè, hôm qua em có chương trình làm với lại cái đôi bông ngọc trai. Chị nào đặt thì bên em sẽ hỗ trợ tặng thêm luôn cho mấy chị, để cho mấy chị có đôi bông ngọc trai các chị xài thử. Còn cái này thì qua Tết hoặc là hàng về em mới trả được. Tại vì collagen này hôm qua em bán cho chỉ còn mấy hộp em bán cho mấy chị kia thôi. Còn cái này hết hàng rồi, hiện tại là em hết hàng rồi. Mà khách đặt hôm qua trong live là những chị nào đặt á, hàng về mới có đơn mới trả mấy chị nợ đơn á. Nhưng mà vẫn tính đôi bông tai ngọc trai và sẽ phi ship luôn. Lên mấy mẫu áo thun với đầm size nhỏ đi Minh Anh ơi. Ok Tiên Dương luôn nè. Đây, mã này cho em là 53 kg thôi nha, 53 kg trở về. Mã này cho em mã số mấy? Mã cho em là mã 11, mã 11. 11 cho bé anh cái đầm này luôn, hơi bị sang luôn. Mã này cho em các chị 250.000 mã 11. Ai lấy 11 comment mã 11. Em lên cái áo LV này mới đẹp này Tiên Dung. Mã 11 giùm bé anh nha. 200 nhiêu 200 250. Rồi lên tiếp tục mã 12. Hơi bị sang luôn, để lên cái áo LV này cho coi. Đẹp ghê luôn á mấy chế, đẹp lắm luôn. Đây nè, áo LV hai Minh Anh mới giờ đi học lái xe mới về mà hồi sáng nhận vòng rồi, hạt 6-7 hà 0.8 à Minh Anh chị Hiệp Phan. Cái dòng đó là 8 ly mà ta, cái đúng cái dòng mà em cầm ở trên live cho Hiệp Phan luôn á. Để có gì lát em hay chị Hiệp Phan lấy thước chị hạt Hiệp Phan đo thử ly cho em thử. Tại lúc đó là em coi trên live em cầm xong rồi em đưa cho bà Linh luôn á. Chị Hiệp Phan đo ly thử. Nếu mà cái vòng đó mà ly mà nó nhỏ hơn 7 hay 7 rưỡi á thì Phan đeo được á thì ok. Còn nếu mà không đeo được cứ gửi về cho bé anh. Bé anh có này, bé anh có cái thước đo ly rồi. Bé anh lấy cái thước đo đó cho nó chắc. Tại vì bình thường em ướm bằng mắt không à, nên là nhiều khi có những cái nó hơi sơ xích một xíu à. Rồi bây giờ bé anh thông cảm với bé anh nha. Rồi bây giờ bé anh lên áo này luôn. Hơi bị dễ thương luôn nè. Dễ thương quá. Mã này trên là mã 12, mã 12 nha mấy chị. Áo của LV mã số 12, hàng xịn cao cấp. Áo này không đẹp trả lại tiền. Mã số 12, duy nhất hai cái màu hồng, một cái màu vàng, hai cái màu vàng và một cái màu xanh hết hàng. Ai lấy áo comment luôn. 150.000 một cái.
Mã chơi luôn. Cho em là mã 12, mã 12, 150k thôi ạ. À. Trời ơi, chơi luôn. Áo này mà bán 150 là trời ơi, chơi cháy luôn mấy chế ơi. Cực kỳ đẹp, cực kỳ sang. Nó là kiểu như vậy nè. Cái chị gài nút vô cho bé anh. Cái này cái chị mặc thoải mái, cái này thì em thấy 65kg còn vừa luôn á. Nhưng mà em nói thiệt là đến cái tay tay như này thôi, em sợ tay ai mà bự quá thì không vừa. Nên là 63kg đổ xuống vừa cho nó chắc. Cái mẫu này là phi size nha, cái này không có size. Từ từ 50kg cho tới 62, 63kg thôi là mặc vừa cho em cái mẫu này. Nó là cái kiểu như này nè. Cái chị thích thì cái chị tháo cái này ra. Đây, áo như này sale luôn 150. Mã cho em là mã 12 nha mấy chị nha, mã 12 150k ạ. À. Thích là bẻ cổ được luôn, hai kiểu mặc. Một là bẻ cổ gài cái nút cao lên, hai là cái chị để cổ sát luôn đều được, hai kiểu hết. Tay của LV nha. Ai lấy comment giúp em luôn bao nhiêu tiền ạ? 150k nha mấy chị nha, mã cho mã 12 ạ. À. Ok, chắc 7.5 à, lúc trước mua vòng U Linh hệt 8 bự hơn á Minh Anh. Dạ. Để có gì nếu mà 7.5 mà đeo mà thấy hơi nhỏ tay á thì fan cứ gửi về cho em kiếm cái hước em đo cái hạt 8 em gửi cho chế. Do hôm bữa em nhìn bằng mắt à, nhiều khi nó xê xích nhau một xíu là em nhìn không biết á, thông cảm giúp em. Cái áo này dễ thương lắm mấy chị ơi, có màu màu hồng. Em có màu hồng nè. Có màu xanh, xanh được một cái duy nhất, đẹp cực kỳ luôn, xanh là 150 luôn. Ai lấy comment giúp em 100% hàng mới hết nha mấy chế. Mã cho em là mã 12 mấy chị nha, mã 12 ạ. À. Mã 12, ê có cái xanh này đẹp nè, chị nào lấy 12 xanh comment luôn của LV. Đây, hạt đá nha, nó có cái hạt đá ở đây luôn, 63kg đổ về. Màu xanh được một cái, xanh được một cái nè, xanh dương này được một cái nè, ai lấy xanh comment xanh. Mười mấy? Mã 12 mấy chị nha, 150. Dạ, cảm ơn chị Hiệp Phan. Mã này là mã số 10, 12 hả? 12 nha, 12, ai lấy 12 comment 12. Có hồng, có xanh và có cho em vàng luôn. Rồi chuyến này sale hết với chị luôn, 150. Mã 12 ạ. À. Đó, 12. Lên 12 có vàng nè, mở vàng ra cho coi nè. Dễ thương ghê mấy chế. Có vàng luôn nè, kiểu nào cũng đẹp hết, dễ thương lắm. Hạt đá nha, nó đính đá ngay luôn, ngay đây cho bé anh luôn. 12. Ok, chịu anh Phụng 12 vàng nè, chốt cho anh Phụng một cái nè, 12 chốt vàng nè. À. Ai lấy thì comment giúp em, ghi cho em là mã số 12 và kèm cho em là ghi giúp em là màu nha. Em còn một cái vàng, hai cái hồng và một cái xanh hết luôn. Ai lấy comment giúp em. Mã cho em là mã 12, mã 12 nha chị nha. Hôm nay ai có hóa đơn 500 ngàn sẽ được tặng một cái dây nịt LV. Rồi bây giờ em qua mã tiếp, em lên đầm đồ này nọ cho mấy chị nha. Cái này dễ thương nè. Các chị mặc ok mà. Đó, các chị mặc cho em. Lên tiếp tục để em kiếm mấy cái hàng lẻ lẻ, lẻ em sale hết cho. Rồi lên tiếp tục cho em luôn. Giờ lên gì nữa ta? Giờ bé anh sẽ lên cái gì nữa? Tay mình đang đeo hàng cỡ tấm ly mới đẹp nè Minh Anh. Dạ ok chị Phan. Vậy có gì nữa mà nhỏ quá gửi về em đi. Em có cái thước rồi. Nay sắm cái thước rồi, em đo trên live luôn cho mấy chị yên tâm. Do bữa là em nhìn mắt xong em thấy vô. Rồi đầm sai, à quên Đặng Thúy Hồng quên mất tiêu chị luôn. Đầm tiệc hả? Đầm tiệc hả? Rồi đợi xíu nhé thôi nha. Rồi sale luôn. Trời má ơi. Bỏ cái nó té một bên đi má, cái ấy vô té lòi bạn họng luôn. Đầm Minh Anh đang mặc đi, ok chị Thúy Mùi. Đầm Minh Anh đang mặc là hàng Minh Anh mua, hàng chính hãng hết hàng rồi. Đang đeo mặc áo anh Vũ Hoa Mai mới nhận hồi sáng nè, đẹp lắm, cảm ơn chị Hiệp Phan. Lên cho em mã đầm này trong cái bao hàng cao cấp mấy triệu đồng một cái duy nhất thôi. Sang ghê chưa mấy tình yêu của em ơi, đầm ren. Mã này mà em bán cái chị, em phải bán cái chị sale lỗ cái chị 350 nha, không có giá rẻ đâu. Em tặng luôn cái này size M. M, ai lấy cờ bên giúp em mã số cho em, mã số mấy? Mã cho em là mã 13, mã 13 nha mấy chị. 13 cho bé anh 250.000. Hóa đơn trong livestream này chị nào được 500.000 trên 500 tặng cho mấy chị một dây nịt da LV, chị giá cho bé anh là bao nhiêu tiền? 500.000 luôn, chơi lớn. Mã... Ai lấy cờ bên? Hello chào Minh Ngọc. 250 cho bé anh 13 size M. 13 cho em, chốt cho chị Nhượng Nguyễn luôn nè, 13 Nhượng Nguyễn nè. Đẹp lắm mấy chị ơi.
đẹp cực kỳ luôn, kiếm để kiếm size nhỏ nha, rồi ai yêu cầu size lớn lên size lớn cho. Tại giờ chắc cái like này hôm nay nhiều người nhỏ size sao, nhiều chị hỏi size SM ghê luôn. Rồi lên cho em mã số 14. À 14 14 cho bé anh luôn nè, đầm đen luôn nè. Đợi bé anh xíu mấy chị. 14 cho bé anh nha mấy chế nha. Ai lấy thì comment luôn cho bé anh. Bà làm lẹ lẹ đi, có gì bà làm bà gấp sau. Bà phụ tôi like đi bà Linh. Đang đợi dây chuyền vàng ý hồng và nhẫn nè. Dạ về là like liền. Hello em chào Hồng Nhung nè. Rồi em lên mã số 14 cho bé anh luôn. Cái này đẹp nè. Màu đen. Màu đen 14 cái màu đen. Ai lấy 14 comment luôn. Đầm tiệc mấy chị ơi, rất là sang. Size này cho bé anh là size M luôn. M luôn, trời ơi đầm này 600 ngàn một cái. 600 đầm của Mikin. Ai lấy mã 14 còn cái xả 250. 14 dùm bé anh luôn. Đẹp cực kỳ mấy chị ơi. Mã trên là mã 14 nha mấy chị nha. Cái này là chị nào size S mặc thoải mái bình thường luôn. Form đẹp cực kỳ. 10 chị nào SM thoải mái cho em. SM là chung size hết mấy chị ơi, khỏi phải lo. Còn những cái đầm nào mà form mà quá to mà size M thì em sẽ nói chỉnh lại cho mấy chị số cân. Còn Hồng Như bên em mẫu M khách mặc SM bình thường. Mã này xả 250 luôn. Đây nó có cái dây cái chị cột thành cái nơ ngay trước ngực luôn nè. Mày tay nó là tay van luôn. Ai lấy comment mã 14 nha. Mã đẹp lắm. Mã 14 nha mấy chị nha. Lên mã 15 cho bé anh luôn. 15 cho bé anh nè, có L không Minh Anh. Sao không có đầm size lớn, chị Thúy Hằng Trần có đầm size lớn luôn mà. Đợi xíu lên làm đủ size luôn nè. Cái đó có L không? Cái đó, đúng rồi. Có M rồi chế ơi. À, cảm ơn Minh Anh tặng sợi dây chuyền dễ thương lắm. Dạ cảm ơn chị Hiệp Phan. Cái này nè, ai lấy comment cho bé anh luôn. Size này ML có thể mặc vừa luôn. Tại vì sao? Nó có chất co giãn và đặc biệt nữa là nó có hạt ngọc trai ngay đây luôn, rất là đẹp. Các chị nhìn cái khóa, cái hạt nút của nó. 15 một cái duy nhất xả mấy chị luôn. Cái này cho bé anh phi size thoải mái 57kg đủ vừa. Xả mấy chị 250 mã 15 một cái duy nhất. 15. Mã trên là mã 15 nha mấy chị nha, mã 15 ạ. À. Đây cái chị, đẹp lắm á, cái 15 này em nó đẹp lắm, lấy đi. 15 đẹp lắm, có co giãn nhẹ luôn nè. Để dành tiền mua vàng đeo nè. Ok chị Hiệp Phan. 15. Mai là ngày mờ, ngày rằm rồi. Để em coi tối nay em có chương trình gì không, em lên like cho mấy chị. 15 luôn, 15 L chốt cho tê ly luôn. 15 L chốt tê ly, ghét shop. Lên 16. Ai thích đầm size lớn comment đi, lên đầm size lớn. Ai thích đầm size nhỏ comment luôn. Ôi ơi, cái đầm này đẹp ghê luôn á, mà không biết còn size không. Hello, em chào chị Nguyễn Linh. Hôm nay em tặng cái dây nịt da luôn là cháy lắm luôn. Cái đầm này không biết còn sai không bà Linh. Cái đầm này đẹp ghê luôn nè. Đầm này đẹp ghê luôn mà mọi người bán hết rồi mấy chị. Bán hết luôn rồi. Mấy hôm nay hàng đang bị đứng nè. Trời ơi cái đầm này số dách. Hả? Còn có hai cái à. Một cái L một cái XL. Chị vừa chật là mặc không được nghe bé. Chị vừa phải comment bao dừa luôn. Coi vậy thoải mái. Bao dừa. Rồi lên tiếp tục cho em mã đầm này cho em luôn. Lên mã cho em luôn nè. Mã cho em là mã 15 nha chị nha. Mã 15 ạ. 16 chị lên. 16 ai lấy 16 comment luôn. 16. Trời ơi. Đầm này ai lấy là phải lấy liền cho em nha. Đẹp tuyệt vời. Đầm này em nó đẹp tuyệt vời. Đẹp xin lỗi chịu không nổi luôn. Chỉ có hai cái, một size L một size XL. XL 65kg vừa. Size L tầm cho em 57-58kg đổ xuống vừa. Ai lấy comment luôn. Mã trên là mã 16 nha mấy chị cầm, nha. Mã 16 ạ. 16 cho bé anh luôn. Đây cầm cho khách coi. Xích lại luôn cho khách coi. Nó có cái dây kim tuyến như này nè. Cái dây này nè các chị có thể gài. Nó có cái này hết các chị gài. Có M không Minh Anh, chị Hồng Liên Nguyễn Nhung. Không có M luôn. Hết hàng từ đời nào rồi Hồng Liên Nguyễn Nhung ơi. Hôm bữa là 10 cái em like hết rồi đó. Tại vì cái này là đúng trong con like là hết liền à. Hôm bữa like hết hàng á chị Hồng Liên Nguyễn Nhung nhớ không mấy chị. Đây nè 250 mã số giùm em luôn. Mã cho em là mã 16 nha mấy chị nha. Mã 16 250k. 250 ngàn. Mà cái này em nói mấy chị nghe, ML có thể chen chân vô được luôn. Tại vì biết làm sao không, cái dây này là cái dây thắt. Cái dây nè, cái dây thắt nè. Nên là chị nào mà người mình nhỏ, người mình M mà bụng của mình thắt vô nó vẫn giữ cái form. Còn cái tay của nó là cái kiểu tay như này nè, các chị mặc rất là đẹp. Có đầm nào cô chị mặc vừa không em? À, chị Nguyễn Hồng Nhung có đầm nào cỡ chị mặc vừa không em? Cỡ chị là nhiêu ký chị đẹp? Nay có like sữa tắm không anh? Dạ có luôn, hôm nay like hàng Mỹ luôn.
Đây, mã này đẹp cực kỳ luôn mà nó có cái dây nữa. Mã này xả chị. Mã này cho em là mã 16 nha mấy chị nha, mã 16. Để em like lẹ cho mấy chị lựa 16 250 luôn. Đầm này đẹp cực kỳ, đẹp xuất sắc. 16 250 ngàn. Ai thích thì comment giúp em. Đây, form từng đường form đường dáng cho em luôn, có size L và XL. Ai 65kg lấy XL cho bé anh. Còn chị nào nè, có chị nhìn là trời ơi, vải đẹp cực kỳ luôn, tuyệt vời luôn. Tất cả là hàng mới hết. Đang thanh lý, đang xả lỗ mấy chị. Bây giờ chỉ còn có 250 một cái thôi. Ai lấy comment mã mười mấy? M16 nha mấy chị nha. 16 qua mã luôn. Rồi ai lấy 16 thì comment lên 17 nè. Trời ơi, đang like tự nhiên cái màn hình nó sụp xuống là sao trời. Rồi lên cho em 17 nè mấy chế. Đây, 17 luôn, để coi. 17, cái này đẹp nè, cái này dễ thương nè. Tay của nó nè, tay đá nè mấy chị. 17 tay đá luôn, ai lấy 17 tay đá comment luôn, một cái duy nhất luôn. Em đang like hàng lẻ nha, có áo không em, chị Yên Hoàng có luôn chị ơi. Đợi em xíu, có áo thun. Chị hỏi áo thun đúng không chị Yên Hoàng? Lên cho em mã này luôn, mã mấy? Mã cho em là mã 17 à, mã 17. 17 một cái duy nhất size M. Tay là đính đá cho bé anh luôn, thanh lý của chị 250 đồng giá. Mấy hôm nay là đang sale những cái đầm cao cấp hết. Ai coi like là biết, thường thường về lúc nào một cái cũng phải 299 là sale rẻ trên like rồi. Nay hôm nay là đang sale đồng giá hết 250 từng cái. Ai lấy thì comment luôn. Đầm đá ngọc trai nha mấy chị nha. Chị nào SM trên chân được hết. Đầm đẹp quá nhiều rồi mà để mặc hết, mốt sắm tiếp nè Minh Anh ơi. Cảm ơn chị Hiệp Phan. Ai lấy thì comment luôn một cái duy nhất nè. M17 nha mấy chị nha, 250k. Mã số 17 mấy chị ơi. Đây, tay đá luôn mấy chị, nhìn cho em đá của nó nè. Cái đầm này em bảo đảm mấy chị luôn. Em nói thiệt, em đi vô chợ ăn đông, để em đi vòng coi coi có gì đẹp không, em kiếm hàng về, em tặng cho khách. Hoặc là em kiếm cái hàng nào đẹp đẹp cho khách. Nhưng mà em nói thiệt, trời ơi, hết sạch xình xanh luôn. Giờ mới nhận được tin nhắn, còn Adidas không, hết sạch luôn Tigon. Hết sạch Adidas luôn rồi. Hết sạch xình xanh rồi. Bốn cái của em mà khách hốt hết rồi. Ai lấy đầm này comment giúp em mã số. Mã cho em là mã 17. 17, size này là size M nha mấy chị nha, 53kg độ xuống. Rồi lên cái đầm này luôn, dễ thương. Đầm này hơi bị dễ thương luôn, lên tiếp tục mã này, mã số mấy? Mã cho em là mã 18 mấy chị nha. 18 luôn mấy chị ơi, 18 cho mấy anh đầm này cho em luôn, phi size thoải mái. Đầm này là đầm phi size thoải mái, từ 45 cho tới 65kg vừa cái đầm này. Ai lấy đầm này comment giúp em luôn. Tay của nó nè các chị, rút vào cột vô cho mấy anh luôn. Phi size nha, xả với chị 250 ngàn mã số. Mã cho em là mã 18 nha mấy chị nha. Mã 18, 250. Có phần jean size 30 để mình vài cái nha Minh Anh. Ok Hiệp Phan. Mã này xả mấy chị luôn 250 ngàn. 18, đầm này đẹp cực kỳ luôn nè. Màu nó là màu xanh nè. Các chị mặc mua cái đầm này phối thêm sợi jean định vô là đẹp luôn. 250. Mà đầm này phi size nên là không có size, nên là M, L, XL đều có thể vừa cái đầm này. Mà nó diện trơn dễ thương lắm mấy chị. Đây, 18 nha mấy chị nha. 18 250k. Đầm này chị nào không lấy là em lấy luôn á. Cái vải màu của nó đẹp lắm. Em tính lấy rồi mà em cứ quên hoài luôn. Đó, 18 cho bé anh luôn. Rồi lên tiếp tục mã lên 19 cho em luôn nè. 19. Lên sale luôn cái đầm này, lấy tương tác nè. Ai bữa hôm bữa ai bơm cái đầm này của em nè. Lên cho em 19 cho bé anh luôn. Đầm này hơi bị sang. Lên cái đầm này kéo tương tác Facebook lên cái nè. 19 cho bé anh luôn. Size này size L. Chất co giãn cực kỳ đẹp, một cái duy nhất thanh lý luôn, 200 ngàn đồng lên đơn. Mã xem là mã 19 nha mấy chị nha. 19, bây giờ không thích sale 250 nữa, em tặng cái lấy tương tác 200 ngàn, mã số 19. Ai đặt comment tại like giúp em luôn. Ai lấy comment giúp em luôn. Mã xem là mã 19 nha mấy chị nha. Mã 19 size L. Đầm này size L, có co giãn luôn mấy chị. Thích mặc quần jean bên chị Hà vừa vừa với Minh Anh thôi, mặc dễ chịu lắm nè. Tại nó có co giãn á Hiệp Phan, có co giãn á, mặc dễ thương lắm. Lên mã này cho em luôn, mã số mấy? Mã cho em là mã 19, mã 19 nha mấy chị nha. Có 200 ngàn thôi, 19 chốt liên bích luôn, lên mã 20. Lên mã 20 cho bé anh luôn, trời ơi, còn có một cái vàng sale luôn nè, sale đồng giá cho nó nhanh nè. 20 luôn, trời ơi, giờ chơi chảy luôn. Một cái màu vàng thật là đỏ tươi một cái. 100% là hàng mới hết, không đẹp em trả lại tiền. M20, một cái đầm hiệu cao cấp của Mỹ. Đầm này cho bé anh size form M một cái thôi, tặng mấy chị lấy tương tác luôn. M20 đẹp lắm luôn mấy chị ơi, tặng mấy chị. Ai lấy comment có 2X mã 19 không? Dạ không có cô Võ Mỹ chị ơi, không có rồi. Mã 20 sale luôn mấy chị nè. Sale mạnh cái đầm này nha, lấy tương tác chơi một cái vàng tươi 200 ngàn đồng. Mã số 20 giùm em luôn. M20 mấy chị nha. Chia sẻ like giùm em anh đi, để tương tác nó lên một xíu, để em sale hàng nè. Trời ơi, lát em bán cái mặt nạ này mà mua về đắp là bảo đảm một lần đắp là ghiền.
20 một à, bao nhiêu tiền? 200 ngàn. M20 với chị nha, 200k. Đẹp lắm mấy chị ơi, nó có cúc Mỹ nè, nó có cái cúc của Mỹ luôn nè, cái cành cúc của Mỹ luôn nè. Rồi nó có cho em là tem tác đầy đủ, tất cả đều là hàng mới hết mấy chị ơi. 20 xả 200 ngàn size M. Cái này ủi lên hơi bị đẹp luôn, do chưa có ủi, mới mở trong bao để lên cái xào thôi. Nên mấy chị về cái chị giặt ủi lên đẹp cực kỳ luôn. Form nó rất là đẹp, dễ thương lắm. Ai tới thì ghé thêm cái gai lịch vô nhà rồi lên mã 21 cho em luôn. 21. Một cái đầm trắng tinh khiết tinh khôi. Một cái đầm trắng rất là dễ thương. Lên 21 cho em. Size này cho bé Anh là tầm 55kg độ xuống vừa. Xả mấy chị 150.000 đồng. Một cái lấy tương tác. Mã cho em là mã 21 cho mấy chị nha. Mã 21. Trời ơi, cái đầm này mà nhận được với lại cái dây nịt mà em tặng nữa thì thôi. Đắp cái dây nịt vô cũng rất là sang luôn. Nịt LV da thật chứ bộ. Da thật nha, về lấy hột quẹt đốt vô coi có quéo da không mấy chị. Em bán em tặng các chị hàng xịn hết. Nè, cái này em like mấy đợt rồi. Một cái mà sale rẻ nhất cho khách cũng 300.000 một cái. Nay tặng cái chị luôn cái dây nịt 600.000, sale còn 300.000 là các chị biết rồi, 100% da bò. Đơn hàng trên 500 em tặng nha. Nói trước tại vì em đã sale đồ rất là rẻ rồi. 21 chốt liên bích luôn, lên 22 nè. Lên 22 nè. Trời ơi, đồ thu đông. Dễ thương quá luôn mấy chị ơi. Dễ thương cực kỳ luôn. Cái đầm này mà mấy chị mua ngoài rất là mắc nha, nói trước nha. 100% ai xả đá báo chị nhé. Ok chị Tigon, chị lấy mấy cái. Chị lấy mấy cái để em coi giật hốt hụi coi được cái nào nữa không. Tại vì em mặc, em tính đặt 4 cái em mặc mà em lên cho coi nhá hàng cái khách hỏi hết, lấy hết 4 cái rồi. Mã 22 size này size L. Ôi cái đầm này mà mấy chị ơi, mặc đi Đà Lạt hoặc là mấy chị ở nào ở Sapa Hà Nội gì đó, cái chị mặc lên rất là đẹp luôn. Rất là sang, cái chị nhìn giúp em mã 22 xả mấy chị 200 ngàn luôn. M22 giúp chị nha, 200k. Tâm sự hen từ ngày gặp chị Hà với anh Lộc lá lắm nè. Ok, cảm ơn Hiệp Phan nhiều. Cảm ơn Hiệp Phan nhiều. Để hôm nay em sẽ làm chương trình quà tặng với phong thủy vào buổi tối nay. Vì ngày mai là sẽ là ngày rằm. Em để ý luôn, hôm nào mà em livestream mà ngày rằm á là qua ngày hôm sau nha, gọi điện nhân viên gọi điện thoại chốt đơn là hơn lắm, hơn cực kỳ hơn luôn. Khách vừa nói em ơi chị vừa em gọi vừa chốt đơn cho chị thôi là người ta trả nợ. Em ơi vừa nhận được cụ ốc của chị thôi, chồng chị khen cái đó đẹp mà chị rộng quá à, chỗ cái này đẹp ha, dễ thương ha, 200.000 à, em tặng hết. Em đang like, em like đang lấy tương tác nên chia sẻ giùm em luôn. 22 chốt liên bích luôn, lên 23 giùm em luôn. 22 liên bích lên 23 luôn. Cái này bị gì vậy? Cái này bị gì không? Bị dơ là bà nội. Mấy này bị dơ nè. Thôi, cái này bị dính dơ nè. Cái này em bị dính dơ nè mấy chị, giặt là ra nè, lấy cái nước Javel các chị giặt là ra nha. Cái này do hôm bữa để trong cái bao á, xong rồi vô tình á, cái để ở dưới đất nè, cái nền đất nó dơ nên là nó hơi dơ cái áo một xíu, dơ cái đầm cái. Hả? Cái đó bị gì? À cái đó bị rách rồi hả? Cái mã 22 hồi nãy em xả nha Liên Bích ơi. Nhân viên mới phát hiện cái đó nó bị lỗi rồi nên là em xả mã 22. Cái mã 23 như này là đẹp cực kỳ luôn. Nhưng mà biết sao không? Hôm bữa là để dưới đất nè, nó bị dính dơ xíu các chị. Ai mà thích cái đầm này á thì em xả lỗ em bán tặng. Về mình lấy cái Javel mình giặt mình tẩy ra, cái đầm này cái đầm hiệu cao cấp luôn á, chưa like bao giờ hết. Xả mã 23 cho em 100.000 đồng, cho em ghi cho em mã 23 100.000. Em có nói rất rõ trên like cái mẫu đầm này hàng cao cấp. Nhưng mà bữa để xuống dưới đất nó bị dính dơ nè. Đó. Hôm hồi mới nhận ốc Minh Anh tặng đẹp lắm, yêu Minh Anh quá hà chị Hiệp Phan à. Trời ơi nó yêu là để tối kiếm quà tặng luôn á, thấy thương không? Thấy thương không? 23 chốt cho Tuyết Mai luôn nè, có 100.000 thôi. 23 chốt Tuyết Mai luôn 100.000. Người lên 24 giùm em luôn. Em đang kiếu hàng em đẩy hết. 24 cho bé Anh luôn. Trời ơi đầm này đẹp xuất sắc Hiệp Phan ơi. Mua cái đầm này cho bé Anh, hàng 100% hàng chính hãng. Đây các chị biết rồi, đầm này em nó đẹp tuyệt vời luôn. Cái này phi size thoải mái bao dừa. Biết sao không? Nó có cái dây nè, cái dây co rút nè, mấy chị co rút đầm được luôn, thoải mái cho em luôn. Đây,
co rút đầm thoải mái luôn, đủ size hả? Cái này là một cái đầm mà phi size, MLXL đều mặc được cho em cái đầm này. Một cái đầm rút hàng xịn cao cấp. Lên đơn cho em mã số 24 xã mấy chị, 250.000 một cái đầm hiệu. Và đặc biệt cái chất vải này nè, đi mưa, đi mưa là thấm nước luôn cho em. Nó không có thấm nước luôn, nó trơn cái hạt nước xuống luôn. Mà em bảo đảm cái đầm này cái chị nặng nhận về nha, cao cấp lắm. Cái chị nhìn nè, cái chị nhìn bên trong của nó nè, cầm rất là nặng tay luôn. Mã số mấy? Mã số 24 nha mấy chị nha. Mã số 250 M24 chốt cho ai đây? M24 chốt liên bích luôn, 24 em hết rồi. Chị Thọ Nguyễn nè. Rồi lên 25 dùm bé anh luôn, 25 luôn cho bé anh luôn nè. Trời ơi, ai nở lòng nào bơm hai cái áo của con nhỏ thôi, con nhỏ sale luôn. 25 cho bé anh một cái duy nhất áo thun nha các chị nha. Áo thun cho em luôn của con chuột của hàng Balenciaga. Đây mấy chị, hàng hiệu luôn, phi size. Phi size thoải mái 45-65kg một cái. Ai lấy mã này em anh có một cái thôi. Mã 25 xả mấy chị 150 luôn, 25-150. Mã cho em là mã 25 nha mấy chị nha. Mã 25 150k. Áo thun mấy chị ơi, tất cả đều là hàng mới hết. Thun này của Hàn Quốc mấy chị ơi, mặc rất là mát, mặc rất là sướng luôn. 150.000 một cái. Ai lấy cái này mà đợt trước mà ghé shop là biết rồi. Một cái lẻ các chị mua thôi mà sale trên live cũng 250 rồi, không có giá 150 đâu. Màu hồng là mã số 25 150 nha. À lấy hồng cầm anh luôn. M25 nha mấy chị nha, 150k. Cái LV này còn được cái nè. LV này còn được cái nè mấy chế ơi. Lên mã 26 nè cho em nè, một cái áo thun luôn 26. Áo thun 26 luôn cho em, mã số 26 nha, áo thun nha mấy chị nha. Cái này của thằng LV, một cái duy nhất luôn, 26 LV. Ai lấy comment cho bé anh luôn, 26 LV xả mấy chị luôn, 150.000 một cái, dễ thương ghê chưa. M26 nha mấy chị nha, 150k. 150, phi size 45-65kg vừa. Áo thun dễ thương lắm, mặc rất là đẹp luôn. Tát của nó là tát LV luôn, ai mua hàng là biết rồi. 26 nha, 150 à. 26 chốt yên hoàng nè, đã chia sẻ like nè, cảm ơn chị đẹp nè. 26 chốt yên hoàng luôn nè. Rồi lên cái đầm này, trời ơi tức. Lên cho em mã 27, đầm này mà không ai chốt là thôi luôn. Chung cái bộ hàng 3 triệu mấy một cái. Hôm bữa like khách giành giật quá trời luôn, nghĩ đi bơm của em. Em xả mấy chị lớn luôn, lên cho em mã số. Mã cho em là mã 27 nha mấy chị nha, mã 27 à. Size này cho em là size L cho bé anh, nó là cái đầm vậy nè, rất là lạ luôn. Đây, rất là lạ luôn. 25 em hết rồi, chị Sarasu ơi, lên cho em mã số, ấy lộn 25 còn phải không? 25 còn, 25 là cái hồng á, Sarasu. 25 là cái áo hồng á, 150 Sarasu. Lên cho em mã số 27 cho em đi mấy chị ơi, 27. À, ngày mai không biết có về được cái lô set đồng, set quần ngắn hoặc set quần dài, dễ thương lắm, cực kỳ luôn. Của Hàn Quốc dễ thương lắm, lên cho em mã này nè. Mã cho em là mã 27 cho mấy chị nha. Cái đầm này mấy chị mà ra Hồng Thạnh nha, hay Hạnh Nhung ở trên đường cách à, ở trên đường Cao Thắng là mấy chị mua, em khẳng định luôn, ai ở thành phố Hồ Chí Minh là sẽ biết cái shop Hạnh Nhung ở đường Cao Thắng. Một cái như này y cho em bán luôn, đi ngang qua nghía rồi. Một cái bán có 2 triệu mấy à. Sale còn rẻ là còn triệu mấy, một cái như này dễ thương lắm, nó là kiểu như này. Hoặc là chị nào thích lấy cái dây nịt gài qua cho em luôn, là hình kiểu như này rất là lạ. Em xả mấy chị luôn, size này cho em size L, chất có coi giãn, xả 250. Mã cho em 27, 27. M27, M27 nha mấy chị nha, 250k. 250.000, đây. Cái này ủi lên đẹp lắm mấy chị ơi, đây. Nó là cái kiểu nhẹ nhẹ như này nè, 27. Mà chị nào mà thích á, thì các chị có thể nha, lấy cái dây nịt nè mấy chị. Gài ngang qua đây dễ thương lắm, kiểu này lạ lắm. Nhà có 3 cụ ốc, mình để ông địa mốt đem tặng lại mẹ một. Được chị, được Hiệp Phan. Trong gia đình tặng được, có lọc cho nhau hết chị Hiệp Phan ơi. Mã này mã mấy quên rồi? Mã 27 nha mấy chị. 27 một cái thôi bây giờ nè. Còn cái xã Đốc Phong Long luôn, tính chẳng 200. 27 200 ngàn. Xin chào em chào chị Hoa Bùi, em chào chị đẹp nè. Không biết chị là ai đây nè, xin chào em. Ai lấy comment cho bé anh luôn, mã này 200 ngàn xả luôn. M27 nha mấy chị nha, 200k à. Đó, thích thì mình để nhẹn này, mà mình không thích thì mình gài qua này, mình gắn cái kim tâm ở đây luôn. Rồi các chị có thể lấy cái này, các chị gài ngay cái eo của mấy chị luôn. Rồi các chị ấy cái dây nịch luôn, kiểu này rất là lạ luôn nè, sang, cực kỳ sang luôn, chất co giãn luôn. 200 ngàn thôi. Trời ơi, chị Hà Phan ơi, ngày nào cũng yêu em quá chớp luôn á. À, yêu em quá là hơi mệt luôn. Thì Phan ơi, tốn tiền với em chứ không gì hết. Rồi lên tiếp luôn nè. Lên đầm này còn có một cái là thanh lý luôn. Ai lấy comment luôn. Cái đầm này cho em là mã số mấy? 28 ạ. 28 size M.
28M cho bé anh. Đầm này còn cái tặng luôn 200.000. Em tặng, em báo giá trên like là em tặng nha. Vì em like một lần rồi mà không ai đặt, mà bây giờ em xả mấy chị rẻ luôn 200.000 một cái. Một cái duy nhất khách bơm cũng là cái này luôn, của anh ông nội nè, Nguyễn Anh Tuấn vô like comment đó. Em chán ghê vậy đó. Vô còn chọc người ta nữa, của ông nội nào, Facebook của ông nội nào đặt xong rồi em lâm chốt luôn. Cái em quên khách mới. Xong rồi giờ ta tán lọc cho mẹ yêu nè. Mã này mã mấy quên rồi? M28 cho bé anh luôn. Size này cho bé anh là size M, nhưng mà form của nó là form suông, nên cái này mấy chị mặc có thể thoải mái cho bé anh luôn. 5-6kg vừa luôn. 200.000 luôn đi. M28 cho chị nha, 200k à. Dễ thương lắm, dễ thương cực kỳ luôn. Mấy chị nhìn là hạt nút của nó nè. Cái này cái chị phải ra shop em, cái chị cầm cái đầm này lên, cái chị mới biết chất của nó đẹp cỡ nào. Tất cả đầm nhà bé anh là may hai lớp hết. Đây, may hai lớp hết. À, lấy comment nha. M mấy quên rồi? M28 à. 28 chốt cho chị Trang Đình Kim nè, lên 29 giùm em luôn. Lên 29 giùm em luôn. Trời, bây giờ tặng cái ao, cái đầm này mới chơi cháy nè. Một cái duy nhất M29 cho bé anh luôn. Một cái duy nhất đầm maxi. Cái này phi size thoải mái, size L nha mấy chị nha. Xả mấy chị 200.000, lên cho em mã số 3, mã 29. 29 giùm em đi. M29 giúp em nha mấy chị nha. Còn đụng cái thanh lý luôn 200.000 một cái. Đây, đây chất nè, nghe bụng có chất co giãn luôn nè. Hàng cao cấp. Cái này hàng cao cấp mấy chị ơi. Xả mấy chị là bao nhiêu tiền? 200.000. Đầm trên xào, ok, đặng Thúy Hồng luôn, đầm trên xào nha. Mã này cho em là mã số 29 mấy chị ơi. Xả mấy chị là 200.000 một cái luôn. Đầm dài cho em, đầm này maxi đi biển đi chơi được, thoải mái hết. Lên mã 30 luôn. Lên mã 30 luôn cho bé anh luôn. Rồi đợi xíu luôn nè. Mã 30 luôn, mã 30 là cái áo thùng. Mã số máy ai lấy comment luôn. Trời ơi chị. Chị Hà Nguyễn comment mã 2 là mã nào? Mã 2 đâu có đâu, mã 2 đâu có đâu chứ ơi. Lên mã số 30 giùm em. Mã 30 cho em luôn. Size máy Hiệp Phan, cái đầm nào ta? Size máy, cái đầm gì? Đầm vừa lai hồi nãy size máy. Cái đầm hồi nãy là phi size Hiệp Phan mặc dừa, đầm đấy em còn dừa nữa Hiệp Phan. Tại cái bụng nó co giãn. Mã 29 chốt Hiệp Phan luôn nè, 29 chốt Hiệp Phan nè. Rồi lên mã số 30 giùm em luôn. Đầm đó thoải mái lắm, dễ thương lắm. Mã số 30 luôn, một cái áo màu đỏ. Áo màu đỏ dễ thương lắm mấy chế ơi. Áo màu đỏ hạt ngọc trai, sale luôn thanh lý luôn. Tất cả bên em hàng đáp đầy đủ nha mấy chị nha. Xả mấy chị cái áo này luôn 150. Mã 30 giùm em. M30 giúp em nha mấy chị nha. 150k. 150.000 áo phi size, size nào cũng vừa hết cho mấy chị ơi. Ai mà bự quá thì mới không vừa thôi. Riêng những cái form này mấy chị mặc thoải mái, màu đỏ mặc tết luôn. Đầm màu ghi có cổ đen mã, đầm màu ghi có cái cổ đen là mã gì em? Đầm ghi mà có cái cổ đen. À, cái đầm màu ghi là cái đầm nào ta? Thôi chị coi lại like đi. Chị coi lại like đi rồi chị chụp qua trong tin nhắn giúp em. Mã 30 150 luôn, một cái áo màu đỏ siêu đẹp luôn nè, 150 phi size thoải mái, sẽ nồng vừa hết. Mã 30 còn mấy cái? Một cái nữa là hết. 30 chốt Yên Hoàng nè, còn cái mã 30 nè, 150.000 một cái áo thun. Áo thun cho bé anh đính hạt ngọc trai. Áo này em bao mấy chị luôn, về mà không sướng không mát trả lại tiền, chất rất là đẹp, thanh lý luôn 150. Rồi lên tiếp tục mã số 31 giùm em luôn. 31 em lên cái đầm đi tiệc này dễ thương nè. Đầm baby doll đi tiệc hơi bị sang luôn cho em, mã số 31 giùm em luôn. M31 nha mấy chị nha. Đầm này em nói thiệt hàng cao cấp lắm luôn, 1.2 triệu một cái. Em đang sale là còn 600. Bây giờ em sale mấy chị luôn giá rẻ. Đơn này để dùng đơn mua thêm nha, ok Hiệp Phan. Ok Hiệp Phan. Nhưng mà chị nào mà dùng đơn nhà em biết á thì khỏi nói. Có mấy chị cũng thấy người ta comment xong rồi đòi dồn đơn xong rồi bơm hàng luôn mới khổ. Chứ Hiệp Phan là em biết rồi, đặt dồn đơn nào cũng lấy đó. Rồi lên cho em cái đầm này luôn, hơi bị sang. Đầm này cho bé anh nè. Hả? Cái L. L, size gì có size gì? Em có size S. Có màu khác không chị Yên Hoàng? Có màu trắng. À cái nào mới được, cái nào mới được chị ơi? Cái này em có màu gọi là hồng min nha, các chị nhìn giúp em. Đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi, đẹp cực kỳ luôn. Mà các chị nhìn cái tát là các chị biết rồi, hàng xịn cao cấp nè, em nói đi bất lọc. Sale còn 600.000 một cái nè, giờ em tặng luôn áo này, cái đầm này nha. 200.000 đồng một cái đầm cao cấp luôn. Em chỉ có size L và size S thôi. Ai vừa size nào lấy size đó, size S. Hồi nãy chị nào hỏi đầm cao cấp size S đó thì lấy luôn. Có hai cái thôi, một cái S, một cái M, xả mấy chị là nhiêu? 100
99.000 luôn chơi tối. Mã cho em là mã 31 nha mấy chị nha, mã 31 à. Đẹp lắm luôn á, đầm tiệc mã số 31 199.000. Không đẹp không sang trả lại tiền 31, ai lấy 31 comment giúp em luôn. Dễ thương lắm mấy chị ơi, dễ thương cực kỳ luôn nè. Mà 31 mà 31 nha mấy cái chị. Cái này muốn đẹp là mình dán hai cái ngực luôn, dán hai cái ngực hoặc là mình mặc cái ngực lót trong á các chị. Để không thấy cái ao ngực, hoặc là mình mặc cái ngực mà mình phải mua cái loại dây ngực hạt trong nha. Thì mặc nó mới đẹp nha, đừng để lộ dây ra nè, nó sẽ không có đẹp nè. Mã 30 mẫu khác không? Mẫu khác không, cái áo thun đó bà nội. Lên cho bé anh luôn, bây giờ bé anh thanh lý luôn. Em tặng luôn cái đầm này 150.000. Trời ơi tức quá mà. Cái đầm này do size của nó có size S nữa, nên là hát em không có ai size S hết. Chị nào size S hoặc chị nào size L mà vừa. L đầm này tầm cho bé anh 55kg thôi, 55-56kg thôi. Em xả mấy chị 150 luôn, mã số cho em luôn, mã số. Mã em là mã 31 nha mấy chị. 31, 31. Ai lấy cờ bên mã số 31 giúp em. Màu này là màu gì không biết nữa, rất là đẹp, dạng hồng. Mà đặc biệt nữa cái này nè, hồng sữa nè. Đẹp, rất là dễ thương mấy chị ơi, sale luôn. Đẹp mà sai hở mà sâu hở quá. Dạ đúng rồi, đầm này đẹp cực kỳ luôn. Đó, đó nó phía sau cái lưng của nó nè. Cái đầm này kiểu đầm tiểu thư á. Ai chị trẻ mặc được, còn chị nào mà hơi lớn tuổi thì mặc nó hơi kỳ xíu. Rồi em lên tiếp luôn cái đầm cao cấp. Trời ơi, cái đầm này bán tặng luôn nè, lấy tương tác nè. Em tặng đầm này lên cho em mã số 32. 32 là một cái đầm suông mấy anh đang cầm trên tay luôn, dễ thương cực kỳ. 32 là cái đầm suông mấy anh đang cầm trên tay, có chất co giãn luôn. Đầm này 57kg đổ về. Ai lấy đầm này comment giúp em, size này ML mặc được nè, xả mấy chị luôn 199.000 đồng mã số cho em. Mã cho em là mã 32 nha mấy chị nha, mã 32 199.000. Một cái duy nhất thôi nè. Sao bên chị Hà vàng về nhiều mẫu rồi á Minh Anh? Vàng về nhưng mà hình như là để về cho mấy chị mà khách mà đặt sẵn á chị Hiệp Phan. Khách đặt sẵn á chị Hiệp Phan ơi. Khách đặt sẵn á. Chứ không phải là cho những chị nào mà có sẵn đâu, có nhiều đâu. Tại vì khách mà người ta book hàng có nhiều người, người ta còn chuyển khoản có tỷ mấy 2 tỷ nữa gom hàng cho người ta nữa. Nên là còn hàng của mình là chắc là phải tầm 1 2 ngày nữa mới có. 32 chốt Sony Trần, 32 nhiêu hồi nãy em xả nhiêu? 199 chốt Sony Trần. Rồi lên 33 cho em luôn nè. À, có tôi size S nhưng trẻ quá à. Trời ơi mặc cái đó là về đẻ tiếp luôn á chị Nguyễn Ngọc Lan. Mặc cái đó là về đẻ tiếp luôn á. Lên cho em cái đầm này, trời ơi đầm cao cấp. Đầm này cao cấp nè, 32 hết rồi Thúy Hằng Trần nha. Lên mã 33 giùm em. Đầm này chị nào lấy phải comment nhanh tay nha. Hàng cao cấp nói trước luôn. Mẫu này em bán rất là chạy. Đây các chị nhìn tác mạc là biết liền. Đây lên cho em cái này trong cái bao 2 triệu mấy luôn. Hàng ren loại xịn chứ không phải ren thường. Loại xịn nha nói trước. Em xe thanh lý mấy chị 250, mã số M33. M33 giúp em nha mấy chị nha. Cái này tầm 53kg đổ về thôi. M33 250.000. Ai mà biết em khui cái kiện mà cái bao 2 triệu mấy, 3 triệu mấy là các chị sẽ biết liền. Ren này là ren cao cấp chứ không phải ren thường. M33 ai lấy comment luôn. 33 chốt Trang Đình Kim. 33 chốt Trang Đình Kim. Rồi lên 34 giùm em luôn nè. Chị có mấy mẫu dây đẹp lắm á Minh Anh. Đúng rồi Hiệp Phan ơi. À để em hỏi coi có dây nào lẻ không em về em like. Tại vì đặt về á em đặt nhiều lắm. Em đang đợi tỳ hưu nè, mấy em nay em nôn tỳ hưu dữ sợ luôn mà tỳ hưu chưa có về. Đang bị dính ở hải quan, nó đang kiểm mấy này hàng vàng nó khó lắm mấy chế ơi. Lên 34 giùm em. Cái đầm nâu. Cái đầm này dễ thương nè. Đơn giản mà dễ thương size M. Đầm này hàng xịn cao cấp, đơn giản mà dễ thương size M, một cái duy nhất thôi màu nâu. Đầm này ai là biết nha, hàng xịn luôn cho em, chung cái bao 2 triệu mấy 3 triệu luôn. Nhưng cái này em nghĩ không phải 2 triệu mấy 3 triệu đâu. Cái này tầm triệu mấy à, nhưng mà hàng cao cấp. Các chị nhìn là biết liền. Lên đầm mặc mùa đông đi Minh Anh, ok luôn Hà Nguyễn nè. Cái đầm này cho bé anh ai lấy comment mã số 34 thanh lý luôn 250, mã 34 giùm bé anh luôn. Size M. M34 nha mấy chị nha, 250k. 250.000 xà M34 một cái duy nhất luôn, chung với là cái bao lẻ em bữa đó. Ai lấy comment luôn cho bé anh nha, hàng xịn cao cấp nè mấy chị. Ai lấy comment luôn giúp bé anh. Đây để em coi này mở ra được không. Mở ra được luôn á, dễ thương ghê chưa. Lên đầm có tay trên xào đi. Ok quên mất tiêu chị Đặng Thúy Hồng nữa. Mà cái đầm đó là như size, không có size chị. Size S hay hơi khó kiếm. Còn được cái này. Cái này ai lấy luôn sale với chị 199 luôn đi. Chơi luôn. Đập mã lên M34 nha mấy chị nha. M34
199199, ai lấy M34 comment luôn. Giờ đầm này cao cấp, không sale với chị 250 nữa, tặng 199.000. Ai lấy comment nhanh tay nha. Mã số 34 cho bé anh. Đầm này có chất co giãn cho bé anh luôn, có chất co giãn cho bé anh luôn, mặc rất là thoải mái. Và đặc biệt cái form này nó là M, nhưng mà dạng form nó hơi suông nhẹ nè, nên đầm này chị nào 57kg em nghĩ là vừa luôn á mấy chế. M34 199.000 một cái đầm nâu. Hai lớp đừng đàng hoàng nha, hàng xịn là cái chị biết liền. Ở trên đây nè, hai lớp ở trên đây nè. Rồi lên tiếp tục luôn. Lên tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Đây đây đây. Có áo lẻ lên áo lẻ nè. M35 cho bé anh luôn. M35 phải không? Áo thun còn cái sale luôn. M35 áo thun còn cái sale luôn các chị ơi, 150 một cái free size luôn, một cái giúp Gucci chuột. M35 một cái màu đen, ai lấy comment luôn, dễ thương lắm, cái này dễ thương lắm, một cái duy nhất thôi. Áo thun nha mấy chị nha, chất rất là đẹp luôn, của Hàn Quốc mấy chị ơi. Áo này đẹp lắm mà vải các chị nhận nữa chị hết hồn luôn, em nói thiệt. Cái lô áo này nè, trong cái lô áo này đẹp lắm luôn, cực kỳ sang. Cái lô này là lô áo túi zip, mà cái này là do xếp lại một lần rồi đó, nên là nó phải thay cái bọc này đó, bọc zip đó. Cái chị Yên Hoàng luôn nè, Yên Hoàng M35, Yên Hoàng nè. Ủa mấy giờ rồi Linh? Rồi, lên M36 cho em luôn, M35 Yên Hoàng, M36. Đầm chân xào ha, đầm chân xào luôn. Xem cái lấy tương tác nè. Size này size L nè, 36 size L một cái duy nhất luôn. Chị nào lấy sale 250.000 luôn M36. Ai lấy 36 comment giúp em. Màu này là màu đỏ cam cà rốt, size này size L. Nhưng thật sự đầm này ML được vẫn có thể vừa luôn. L mà bụng to thì sẽ không vừa. L này tầm cho bé anh phải 57kg đổ về thôi. M36 ai lấy thì comment luôn giùm em. 250.000 một cái. M36 cho mấy chị nha, 250k. 250 M36, ai lấy M36 comment giúp em. Hạt đá nó đính nút ngay cổ luôn mấy chị, rất là đẹp và rất là sang. M36 nha mấy chị nha. Ai lấy thì comment M36 cho mẹ anh luôn, một cái duy nhất nè. Rồi lên tiếp M37 đi. Lên tiếp M37 đi nè. Rồi còn có một con đấu trắng sao để đây luôn. Cái này hình như gọi điện thoại không được đúng không? Chứ cái hôm bữa cái này người ta chốt hết rồi nè. Lên M37 luôn nè. Một cái gấu trắng duy nhất nè, free size thoải mái nè. Ai lấy comment gấu này là Moschino nha các chị nha, nhìn tem là biết luôn, hàng xịn cao cấp. 150 luôn lên đơn. Mời cho em là M37 nha các chị nha, M37. Một con gấu trắng free size thoải mái M37, ai lấy comment M37 giùm em. Mã số 37 giùm em nha, 150 thôi, một cái áo thun. M37 nha các chị nha, một cái duy nhất ạ. Hôm nay ai có hóa đơn trên 500 sẽ được tặng một cái dây dịch cho mấy chị nha. M37 hóa đơn trên livestream này được 500 tặng mỗi người một dây da bò, chơi luôn. M37 chị Nguyễn Thị Tiết Mai luôn nè, lên M38. Tiết Mai 37 lên 38, đợi xíu, lên luôn mấy cái sau nè. 38. Cái búp bê này em tức ghê. Em bị cái ông nội khùng khùng nào vô ổng đang ổng chốt đơn đại á. Sao mà gọi điện thoại sao ổng đấy hả? Anh đặt chơi. Hello em chào chị Gazi Sale nè. Chị Gazi Sale ơi, cái đơn của chị á, hôm bữa bé anh không có giao, bé anh nhờ thằng giao hàng nó giao, nhưng mà nó gọi điện thoại sao không được, không ai bắt máy thì sao, nó hoàng về rồi, chắc phải tầm ngày mai em mới đi gửi cho chị được nha. Hàng đơn về rồi, lên cho bé anh luôn cái set cao cấp nè. Trời ơi, set này bán chạy lắm, tặng luôn một set cao cấp. Cái này cho em một set và cho em một cái quần hàng cao cấp mấy chị ơi. Để em coi set này nhiêu ký vừa. Đây, quần hơi bị đẹp luôn. Cái này nhiêu ký ta? Cái này tầm 55kg vừa. 55kg đổ xuống vừa một set. Ai lấy comment set cao cấp luôn, lên đơn mã giùm em. Mã cho em là mã 38 nha mấy chị. 38, 250.000 một set cao cấp M38. Ai lấy 38 comment giúp em. Đây là một set bộ hàng cao cấp thiết kế. Đây các chị, tất cả là tem tác mạc đầy đủ nha các tình yêu của em nha. Mã số mấy giùm em nè? Mã cho em là mã 38, mã 38 sale 250k. Đẹp lắm luôn á mấy chị, mà hai kiểu, một á là mình để lên đây nè, hai là mình bẹp vai ra luôn. Hai kiểu mặc cái set này dễ thương lắm các chị. 250.000 mã số 38. M38 giúp em ạ. M38 mày lấy 38 comment nha, rồi lên 39 tiếp tục luôn nè. Trời ơi, xả xui cái đầm này đi. Lên 39 cái đầm đỏ luôn nè, còn được mấy cái nè. 38 chốt chị Nhựa Nguyễn luôn nè. 38 chốt chị Nhựa Nguyễn. Chị Gazila, không sao em để chốt thêm hay giao em, cảm ơn em. Ok chị Gazila Lê. Do em thấy á,
là em gửi mà bên ấy em sợ đợi lâu mà mấy anh em cũng lu bu quá. 38 size nào em, cái đó tầm M rồi chị Nhự Nguyễn, cái đó M nha, cái đó tầm M thôi. Lên cho mấy anh lên 39 luôn nè, em sợ đợi lâu quá mày kỳ, nhưng mà bên giao hàng nó gọi không bắt máy hay sao á, chắc lúc đó chị Phi là bận hay là gì không biết nữa, nên là nó hàng cái đơn nó về rồi nên em phải tự đi giao luôn. Lên cho em M39 cho em luôn, trời ơi siêu đẹp siêu cưng, đầm Burberry cao cấp, em thanh lý đầm này luôn còn được mấy cái gì một cái má một chồng luôn á, cái này còn mấy cái luôn gì đi hết rồi. Rồi bây giờ em lát nè, lát em bán cái đầm này lấy tương tác nè, còn có một cái luôn, chơi lớn luôn. Size này size M39, chị nào lấy em tặng 200 ngàn một cái đầm Burberry cao cấp. Cái đầm này mà không mua dưới 200 ngàn, chặt đầu em luôn. Mã số 39 cho em luôn. M39 giúp em nha mấy chị nha, M39 250k. Chút co giãn luôn, 200 ngàn bà nội. 200 ngàn thôi mấy chị ơi, bà cứ đọc 250 hoài. Đọc 200 ngàn. Hôm bữa chị nào mua cái đầm này 250 lượng chửi em nha, em còn có một cái à, M39 em tặng luôn 200 ngàn M39 Hà Nguyễn luôn. Lên lên tiếp tục M40. Em tặng set này luôn nè, để lâu quá mệt ghê. Hân Trương 39 57kg vừa không? Hình như đó hết rồi Hân Trương ơi. Còn cái nè bà nội. Cái mẫu khác hả? 39 hết rồi. Lên luôn cái này cho bé Âm. Em tri ân luôn nè, chị nào hốt được hốt nha. Bé anh còn có một cái à, bé anh sale luôn, tặng mấy chị luôn. À có cái chùm này đẹp lắm nè, Hương Chương hỏi nè, đưa chưa, đưa Hương Chương coi. Nhớ cái chùm LV không? Gì? Có cái màu xanh này. Kiếm hàng cho em đi. Lên cho em mã số 40. Hồi trưa đang tập lái xe bên giao hàng, nó gọi giao hàng mình không nhà nên hẹn sáng mai giao nè thì chị Hiệp An. Ủa chị lái xe hơi hả chị Hiệp An? Bé anh cũng tính lái á, mà Hương sợ bé anh đi đâm người ta nên là Hương không cho lái. Đây đây mấy chị, lên cho em luôn mã số 40 cho mấy anh, em tặng bộ này nè. Size này cho em là size M. Ok chị Hân Trương, size M. Ai lấy comment luôn, bao gồm một áo và một quần, em tức ghê. Em tặng mấy chị luôn 200 ngàn một bộ, chơi luôn, sale lỗ nha, 200 ngàn. Một cái quần, một cái áo. Có thêm cái dây nịt luôn. 200 ngàn cho em, mã số cho em là mã số mấy? Mã cho em là mã 40 nha mấy 40, chị 40 à. Em tặng set cao cấp này luôn. Chị nào lấy comment mã 40 200 ngàn thôi. Còn đụng bộ duy nhất cuối cùng luôn nè, 40 nè. Đây size M dễ thương lắm, 40 nha. Hello em chào chị Lê Hà nè. Đây đẹp cực kỳ luôn, tem tác đầy đủ hết. Còn có một cái thôi, vì cái này là màu xanh lá, mà nhiều người không thích xanh lá hay sao á, nhưng mà em thấy cũng lạ lắm. Em vừa là em cũng mặc rồi, chứ đâu em đâu có để bán đâu. Nhưng mà do người ta không vừa hay sao, hoặc là người ta không thích màu xanh lá xanh lánh á, nên là like mẫu này mà người ta không lấy. 40 còn set nào không? Nhớ cái 40 này có 2 set mà. Đi cho chị Quỳnh Giao rồi. Ok, 40 chốt cho chị Mộng Lý nè, comment trước nè. 200 nè. 200 ngàn nha bà Linh. Rồi em lên tiếp 41. Đưa cho chị Hân Trương coi cái chùm LV hồi nãy em like đi, chùm LV á màu hồng á. Minh Anh đi học lái, Minh Anh từ từ cũng biết lái hà. Dạ. Em bị háo thắng lắm. Em lên mà em mà xin lanh cái mà em quất là trời ơi thôi rồi. Không ai đi dám đi với em hết. Lên mã 41 cái chùm này nè, size M. Dễ thương gì đâu luôn á. Nè em chỉ mấy chị nghe, dễ mặc lắm. Nó là một cái áo ở trên, nó là một cái áo ở trên. Cái quần của nó nè, đây là cái quần, nhưng mà nó nối liền luôn. Cái kiểu của nó là như này nè, mà phía sau của nó là có co giãn luôn. Cái set này mặc rất là đẹp. Nó là set mà dạng chùm á, mã 41 đó, hồi nãy là bán được rồi đó. Còn có một cái sale luôn cái chị, 250 luôn đó. 250 luôn cho xem đầm sọc Burberry trên lồn, trên xào. Mã này mã mấy? Mã cho em là mã 41 à. 41 luôn, LV cực kỳ đẹp ha. 41 Hà Nguyễn luôn nè, rồi lên 42. Chị xem cái đầm tay sọc Burberry trên xào Sunny ok. Đầm này còn không? Lên lô luôn, like luôn nè. Đầm này còn nè. Chồng này nè. Không, cái chồng này là màu kem, cái màu đen á, kiếm màu đen coi.
Hồi đang còn được 2 cái là coi trên xào còn cái nào không? Mấy này hàng em like lẻ 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 không à? 57kg có vừa không? Có người lấy luôn rồi Hân Trương ơi. Em nói rồi, thích là phải chốt lẹ. Em tư vấn là mấy chị yên tâm. Bây giờ em sẽ lên tiếp tục mã này cho em. Size này có size M. Đầm bố berry này đẹp lắm á. Size M với size... Hàng này là em bán chạy lắm mấy chị ơi. Size M với lại size... Size L. M, L mỗi thứ được mấy cái. Còn 2 cục nữa nè. Cục size gì? Cái này size M. M, L với size gì nữa? L, M, L hả? M, L mỗi thứ 2 cái. Hôm nay đồ đẹp mà toàn size nhỏ không à. Để em lên size to. Có đầm 64kg luôn chị Hoa Bùi, Hoa Bùi. Có luôn, đợi xíu ai coi like em là tranh thủ coi like đi là em lên luôn. Mã số cho em là mã số mấy? Mã cho em là mã 42 à. 42 cho mấy anh đầm Burberry. Em có đúng 2 cái M, 2 cái L nữa là hết luôn. Đợt trước có cả XL luôn mà bán sạch rồi mấy chị. Giờ còn có 2 size M và L thôi. Và đặc biệt là cái đầm này nè, đẹp lắm, chất đẹp cực kỳ. Mà em tức ghê. Các chị biết Now Zone không? Em mới đi Now Zone ở trên cái đường Lê Hồng Phong, đối diện cái gì ta? Cái trường học Lê Hồng Phong. Chân y chang cái đầm nhà em luôn. Mở ra cái tag nhà em luôn, các chị tin không? Là nó săn hàng sale. Nó bán cái đầm này mấy chị biết nhiêu không? 2,6 triệu mấy chục. Mà em nói thiệt luôn, công nhận bán chặt đầu người ta luôn. Mua cái đầm 250 thôi, em không biết hỏi khách nhà em ba mua không. Nhưng mà em biết chắc luôn, tại vì cái mạc nhà em dán là chỉ có nhà em bán thôi. Chứ không ai dán hết á. Cái mạc này nè. Nhà em dán nè, còn để này nè. Em ra ký hiệu riêng rồi. Khách nào người ta mua về là em biết liền. Để như giả sử người ta cầm đầm khác đến shop đổi thì sao mà mình biết được. Chị 42M Hà Nguyễn, 42M Hà Nguyễn rồi, chốt chưa? Rồi 42 chị lấy đầm Burberry 42 size L, ok luôn chị Sunny. Size lớn đi em, ok Thúy Hằng Trần, ôi trời. Rồi, đầm này đẹp cực kỳ mấy chị ơi, Burberry cao cấp mà em bảo đảm về những chất không đẹp em trả lại tiền. Đó, rất là sang nha. Rồi đầm này là 42, có còn cái ML nữa là hết. Có đầm nào size lớn không, lên cho khách lựa nè. Để em kiếm coi. M. Trời ơi, nó xui ghê mấy chị ơi. Hàng đẹp không mà like hết rồi, đợi xíu. Để em coi cái này size gì. Em M luôn. À, Burberry đen. Cái này còn không? Cái này em bữa Nhượng Nguyễn hỏi nè, Nhượng Nguyễn. Có chân dài, có luôn. Burberry đen em có size M. Chỉ có size M thôi, hàng này cực kỳ đẹp luôn nè. 250.000 một cái, ai lấy comment giúp em luôn. Cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi. 250 một cái đầm cao cấp. Em bao mấy chị luôn. Sáng mới đi chợ An Đông vô em kiếm hàng, nó có hàng gì đẹp đẹp không? Không hề mua được một cái gì luôn. An Đông giờ mắc cực kỳ. Cái đầm y chang như này nè, mà nó nằm trong hàng sale chỉ lẻ được cái thôi, mà nó sale 400.000 một cái đó mấy chị. Còn chân mà có size nha, bắt mua phải 600 đó. Ai lấy thì comment mã giùm em luôn mấy chị ơi. Mã em là mã 43 nha mấy chị nha, mã 43. Ghi giúp em là 43 size M. Ghi giúp em 43 size M, chế vô yoga Phước An ơi. Ai lấy hàng là phải ghi đúng mã mấy anh mới chốt được. 43 cho em có size M thôi là hết hàng luôn, hai cái duy nhất thôi à. 43M ghi giùm cho em chữ số M, bộ M nha. Hai cái màu đen duy nhất hết sạch sần xanh luôn. Trời ơi, 43. 43M chốt cho chị Hà Nguyễn một cái nè, 250 nè. 43M nè, có nịch không? Cái này có nịch không? Cái này là không có nịch rồi, chung cái bao, có nịch không? Không, mấy mẫu này là không có nịch nha, nó nằm trong cái bao là không có nịch. Còn cái bao nào mở ra có nịch là có nịch. Còn chị nào muốn có nịch đó thì mua trong line này nè, trên 500 em tặng cái sợi dây nịch LV luôn. Đó, chứ còn cái bao này là nó giao làm sao là em biết như vậy thôi. Chứ làm sao mà em kiếm được sợi dây nịch cho mấy chị. 43M chốt cho Yoga Phước An nè. Chị Yoga Phước An ơi, gửi địa chỉ qua tin nhắn giùm em nha. Nhân viên em gọi điện thoại chị mà không có bắt máy. Rồi lên tiếp tục 40. Rồi có cái đen nè, đẹp nè. Lên 44 giùm em. Cố dắt luôn. Rồi mấy chị ơi, ai size to đợi em chút để em kiếm cho. Kiếm size to cho khách lên luôn đi Linh ơi.
Đây, nó bao gồm một cái rang, cái này em bán chạy lắm nè, khách em mua nhiều nè, một cái rang. Và một cái đầm trắng. Đầm đỏ em để ghế đi. Ok Hà Nguyễn, đợi xíu. Lên cái đầm trắng. Mấy nay gần Tết rồi nên là bé anh không hỗ trợ dồn đơn hay gì hết. Nên chị nào đặt chắc lấy thì các chị hãy lấy nha. Chứ má công em xả ra em mệt lắm, em nói thiệt luôn á. Size này size XL, XL, XL. Hỡi những ai size lớn đâu vào like giúp em. Đầm đỏ có nịch mà em, tùy cái đầm đen đó không có nịch chế ơi. Em mở cái nguyên si ra chị coi, đưa cái nguyên ra cho em luôn, đưa cái nguyên ra. Cái nào là em nói có là có mà. Đây, cái này nè, còn nguyên si trong bao này em mở cho chế coi. Cái nào có là có, khách em cũng mấy người hỏi rồi. Nhưng mà gửi hàng thì nó không có, em biết làm sao giờ. Gửi hàng nó không có, em biết làm sao giờ. Nguyên lô ôm lô là phải chịu thôi. Rồi, nè 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 nè. Ủa ghi tên khách chưa? Cái Hà Nguyễn, cái đó là khách. Ghi tên Hà Nguyễn chưa? Thôi ghi bao mới đi, ghi bao mới đi. Rồi, ok. À, mẫu này hơi bị đẹp á, cảm ơn chị Khánh An nè. Mới nhận trâu chị Hà yêu tặng nè bên anh. Trời ơi, vài bữa vui tặng thêm con trâu nữa, treo cướp cửa nhà luôn. Đây mấy chị, lên cho bé anh. Đầm bé anh đang mặc có bán không? Thì đầm này bé anh mua Hương Vũ ơi. Đầm này 1.6 triệu, bé anh đang mua canh sale 65% Adidas. Còn có 400.000 à Hương Vũ. Để em coi hỏi còn không, để em giật sale về cho mấy chị. Nhưng mà hiện tại không có đâu. Đầm này còn size XL. XL cho bé anh là phải 62kg đổ về thôi. XL 62kg thôi, chị nào vừa lấy luôn. Có một cái ren trắng này như bé anh luôn. Đỏ 62kg. Đầm này sale 250 một cái cao cấp luôn. Hơi bị đẹp luôn. À, chị Khánh An nói là mẫu này hơi bị đẹp luôn. Em nói thiệt đẹp lắm mấy chị ơi. Cái ren trắng của nó nè, mình mặc ngay cái ngực. Cái ren trắng là mình mặc ngay cái ngực nè. Rồi mình mặc cái đầm này vô. Chất đẹp lắm mấy chị ơi, chất cực kỳ đẹp, cực kỳ sang luôn, cực kỳ sáng luôn. Đầm trắng có size L hay M không? Có size L hay M? Nhớ hai cái này để ngay chân cầu thang không? Mà không có ren á, đem ra thử coi coi size gì. Đem ra thử coi gì. Có cái đầm vàng này đẹp lắm, đợi em xíu hôm nay em lên hàng cao cấp. Ngay cái hai cái trắng mà không có cái miếng ren á. Đợt bà quăng ngay chân cầu thang đó, giờ bà quăng đâu rồi? Đợt trước nhà em có mấy cái đầm về mà dẫn hết sức luôn á chị. Đặt hàng ôm một lô luôn, nó không có cái ren trắng. Hai cái đó em bắt buộc phải bỏ, không bán được là không bán được luôn. Để bữa nào em bán rẻ cho khách, kêu khách về mua mấy cái ren trắng vô mà. Đó, cái đầm này để em kiếm nha. Để có size thì em lên like lại nè. Đợi em chút nè, có size không? Có ML không Linh? Có size M hay L không? Có L luôn. Chị Hà Nguyễn mới L, vừa L. Chị Hà Nguyễn mà M là chật. Mừng ghê luôn á mấy chị. Đầm trắng đẹp quá, lấy đầm trắng mà bao nhiêu chị Đặng Thúy Hồng? 250. Một lần một cái đeo. Chỉ có một cái đen trắng này chỉ giờ chị cho bán được cho một người thôi. Cho chị một cái comment mã, mã mấy? Mã cho em là mã 44 nha. 44 giùm em luôn Hà Nguyễn, 44 ghi cho L. 44L đầm trắng này đẹp lắm luôn, chị Khánh An bữa mới nhận xong khen. Chất đẹp cực kỳ luôn. Cái chị tin không, có những cái đầm mà em phải chịu lỗ luôn. Nó gửi cho em mà nó không có cái ren trắng. Tại tất cả là hàng nhập hết, mình ôm quyền kiện rồi phải chấp nhận. Không có nịch thì thôi chị không lấy nhé em. Ok chị Yoga Phước An xả cái mờ đó ra luôn. 44 size L chốt cho Hà Nguyễn. 44L Hà Nguyễn luôn nè. 44XL không có rồi. Em bây giờ em nói với chị nghe, chất vải đẹp lắm anh. Cảm ơn chị Khánh An. Rồi từ từ. Bây giờ đưa chốt cho Hà Nguyễn, chốt liên hệ cái đen vô cho Hà Nguyễn nè. Đưa cái lời chốt Hà Nguyễn, đưa cái XL ra đây. Bây giờ em nói mấy chị nghe vậy nè. Bây giờ á, cái đầm này nè nó gửi về cho em trong một mẫu. Rất là nhiều người lấy, size L có người chốt rồi Đặng Thúy Hồng ơi. Có người lấy rồi. Nhưng mà bây giờ mấy chị chịu khó, cái chị đi ra ngoài chợ á, chợ nào cũng bán hết. Cái áo lá ren á, cái áo lá ren màu trắng á, đưa lại cho em coi cái ren trắng đi cho khách nhìn. Mấy chị ra chợ mấy chị mua, em sẽ hỗ trợ, em bán lỗ, mấy cái này em bán lỗ, em tặng cho mấy chị. Chứ giờ không có cái ren nên là em không biết làm sao. Nên mấy chị ok, mấy chị chấp nhận cái này, em nói thiệt ra chợ mua có mấy chục ngàn à. Em nói thiệt mấy chục ngàn là em nói lố á, chứ ngoài chợ cái chị mua nha. Chỉ có cái miếng ren này nè, đó cái chị mặc che ngực á. Áo lá cái chị mua chỉ có 20-30 à. Đó cái ren này.
Còn cái ren này ren bộ chung với của nó luôn, 20 à. Chị nào nó ok thì mình lấy size XL. Em chỉ còn hai cái size XL là size lớn thôi. Em bán lỗ thanh lý mấy chị 200.000 cái hai cái không có hai cái không có cái ren nha. Mã cho em là mã 44 nha chị nha, mã 44. Em nói trước nè, 44 em chỉ còn XL thôi, 62 kg đổ về nhưng không có ren. Ai chấp nhận lấy thì mấy chị lấy 200.000 về mua thêm cái ren trắng á chị mặc. Cho chị xem em ok chị Phạm Bi Hà. Cái này đẹp lắm. Ra chợ mua áo ren nhiều lắm, đúng rồi á chế. Ra chợ mua nhiều lắm. 44 57 em có được chốt không? Trời cái này 57 kg vừa luôn. 57 kg chốt cho Hân Trương một cái, nhưng mà Hân Trương ơi, bé anh nói rõ lại nè. Em sẽ bán lỗ cho mấy chị. Mấy đầm cao cấp này em bán 250 là em đã bán tặng rồi đó. Em lời một cái có 20.000 thôi. Em bán chị 200.000 không có lời. Em bán lỗ rồi. Nên là em nói trước, mấy cái đầm này nè em đang câu tương tác cho khách mới vô cho nó nhiều nhiều thôi. Chứ cái này em không có phải lời như người ta. Người ta bán một cái này ở ngoài shop mấy trăm ngàn triệu lượng. Nên là chị nào ok, em nói là nó không có cái ren thì mình mua chịu thì lấy giá 200. Em tặng mã 44 57 kg bao vừa cái ren này luôn không Trương. Đây ai lấy thì comment ghi cho em là chữ lấy nha. Ai lấy, ai mà nãy giờ đặt XL á mà lấy thì ghi chữ lấy. Em biết em chốt bỏ vô bao luôn. Em còn có hai cái thôi. Size XL đẹp cực kỳ luôn nè. Đẹp lắm. Mã cho em là mã 44 nha mấy chị nha. Đẹp mã lắm 44. Trời chị Khánh An về khen. Mấy chị khách khen lắm. Mẫu này like nhiều lắm rồi. Đầm trắng này còn size chị em không có đâu chị ơi. Không có Hồng Dung ơi. Đó ai ok thì mình ghi chữ lấy thôi. Vì cái này chỉ là từ 57 kg. Cái này XL nào ok lấy từ 57 cho tới là 62 kg mới vừa thôi. Chất cái đầm này thì nó không có coi giãn, nên chị nào mà mặc quá thì không có vừa. Nên em nói trước là 62 đổ về. Nay có tặng bông tai ngọc trai không Tigon. Tặng cái là đi là chết luôn á Tigon ơi. Bông tai ngọc trai chỉ tặng cho đơn hàng là đơn hàng cao thôi. Bông tai ngọc trai 2 triệu mấy lượng. Bông tai vàng trắng ok lấy chốt Hân Trương cái XL nè. Một cái cho ok lấy cho chị Hương Vũ luôn nè. Đó tại em bán hàng là em nói thiệt. Bán lỗ nên là có sao nói vậy. Khách ok thì mình mới bán. Không ai ship tới không chịu nữa. Mất công khách chửi nữa chứ gì. Rồi lên tiếp luôn. Còn một cái con em nè. L. Có dư đường cái đen. Trời ơi bà Linh ơi, bà không kiểm kỹ. Có dư được một cái ren size này size L nè. Chị nào lấy ren thì comment L ren nha. 250. Ren là 250 size L. 250. Mua bao nhiêu thì tặng Tigon ơi. Không, quần áo em đã bán lỗ rồi. Một cái đầm em L có 20.000 à. Nên là em không tặng đôi bông trai 2 triệu mấy được đâu. Ai mà em đã khùng vừa vừa thôi mà tặng quá là em khùng chết luôn á. Nên là em không có tặng đôi bông tai ngọc trai. Hôm qua em like, em có like những cái kia. Hôm nay đơn hàng trên livestream á mà trị giá là bao nhiêu tiền? Trị giá là nhiêu quên rồi. Trị giá là trên 500 tặng cái dây nịt da của LV da thật nha. Đây da thật nè. Đây nè, da thật nè. Cái dây nịt LV nè, da thật nè. Đó, 600 một sợi đó, chơi lớn vậy luôn đó. Ok, để ren cho Hân Trương vậy, để cái ren cho Hân Trương đi. Để ren cho Hân Trương nha. Đặng Thúy Hồng ơi, vậy là em chốt cho chị cái XL. Đặng Thúy Hồng ơi, vậy là em chốt cho chị cái XL 200 nha, em hết ren rồi nè. Rồi qua mã luôn, để đi Hân Trương. Rồi lên cái đầm đỏ luôn cho em mã này nè. Nè, cái nào có dây là nó sẽ có dây hết nè mấy chị ơi, mấy chị yên tâm. Em bán hàng không có lực lộng đâu, mấy cái dây này em đâu có lấy của khách làm chi. Nên là cái nào có dây là nó có dây. Tại vì hàng 100% là hàng nó đóng về đây rồi. Nên là mình phải chấp nhận thôi. Vì cái chị mua hàng sale mà. Mấy cái đầm này em bảo đảm mấy chị đi ra shop không có giá em bán đâu. Rồi bây giờ em lên luôn nè. Cái đầm này nè, đầm này là đầm gì nè. Để em coi size này size gì nè. Size này size M. Nhưng mà chất co giãn nhiều nha. Chất co giãn nhiều nè. Đầm này em M chất co giãn nhiều nè. Rất là dễ thương luôn. Ai ML có thể vừa luôn. Ai lấy đầm này comment giúp em xả 250.000 một cái đầm đỏ Burberry. Có dây nịt Burberry luôn. Mã mấy? Mã trên là mã 45 nha mấy chị. 45. Ai lấy 45 cầu anh 45 giùm bé anh luôn mấy chế. Cực kỳ đẹp, cực kỳ sang và form lên các chị. Chất co giãn mà u mì là mấy chị mặc lên nhấn cái eo trên rất là đẹp. Mà đặc biệt nữa là form này các chị mặc nó không có bị xấu form đâu, có ngực có eo luôn, rất là dễ thương. Đây nè. Đây, đó. Cái đầm Burberry nè, có nịt luôn nè. 45M chốt Hà Nguyễn luôn nè. Rồi 45M Hà Nguyễn nè, 45M em hết cho chị Trịnh Hoàng nha. Hết luôn Hoa Nguyễn ơi, 45 hết. Rồi lên 46 luôn. 46 luôn, lên cục hàng luôn. Em nói cái đầm này mới đẹp nè, không đẹp trả lại tiền. Cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn.
đẹp lắm mấy chị ơi, có size L, 2XL có luôn. Sắp nhận đôi bông tai chị Hà tặng nữa nè, Minh Anh tặng mẹ đôi nè, Minh Anh. Trời ơi, Hiệp Phan lấy quà cả hai bên luôn. 2X nè, XL nè, size L nè. Cái này còn cái nào nữa không? Trên xào còn cái nào không chị Linh? Hot luôn sao rồi đó. Cho em xem chùm dài chị, ok Hân Trương luôn, lên mấy cái chùm dài luôn nè. Chùm dài cho Hân Trương coi nè. Đơn trước của chị đi chưa em, chị Hà Nguyễn? Đơn trước là đơn nào Linh? Hà Nguyễn là em đi lâu rồi mà. Ai đặt điện thoại nhớ rồi hãy bắt máy giùm em nha. Tết nhất tới nơi rồi, đừng xả hàng em khóc á, mấy chị khóc khóc chục dòng xong luôn á. Đơn hàng ship là hai cước ship về là em xỉu. Cái em nói trước luôn, mấy cái này xe thanh lý 250 đẩy đồng giá lần cái lời 20.000. Nói thẳng luôn đó, nên ai yêu thương thì ủng hộ nha. Em đang có size L, XL và HL. Sao chị không thấy nhỉ chị Hà Nguyễn? Rồi xong. Sao chị Hà Nguyễn không thấy nè, hay là đơn bị hồi về rồi? Vậy là đơn bị hồi về rồi, gọi điện thoại chị không bắt máy đó. Đơn này chị nhớ bắt máy giúp em nha, em nói trước luôn. Hàng chị đặt nhiều nên là gọi điện thoại nhớ bắt máy giúp em. Nên là cái này là ship tới mà không bắt máy là hàng em bị hàng về là em không biết luôn á. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi. Em like cũng cực khổ lắm nên là ai có chị bán mua hàng có chị thông cảm cho người like xíu. Em nói thiệt luôn, hồi xưa em mua hàng live stream em nói thiệt, em rất là tử tế luôn, cực kỳ tử tế. Gửi lại em không thấy cái đơn của chị luôn nè, để em kiểm tra lại đơn coi làm sao. Chụp lại màn hình đi, chụp lại màn hình Hà Nguyễn nè, để có gì em giải quyết nha. Đây, để chụp màn hình lại. Hồi xưa em hay mua hàng live stream á, em nói thiệt thấy tội mấy người like lắm. Tại vì á, đợt lúc đó em chưa có live stream mà em đặt hàng, ví dụ nha, em đặt mà lát 5 phút sau em không thích nữa mà em cũng phải nhận, lỡ comment rồi chúng nó chửi chết. Nên là giờ bởi vì em livestream em cũng bầu cầu mong, hồi xưa em không có bơm hàng ai nên giờ đừng ai bơm em. Quà dư là tặng mẹ với mấy chị em nè Minh Anh. Dạ, để mai mốt em làm chương trình tặng cho. Rồi bây giờ bé Anh sẽ lên luôn. Cái đầm này cực kỳ đẹp, rất là sang. Em Anh còn đúng một cái size L và một cái cho bé Anh là size 2XL, 2X 65kg vừa luôn, XL 63kg và 2X. Còn cái 2, còn size 2X là 65kg, XL là 63kg và L là tầm cho bé Anh là 57-58kg, 57 thôi. Đầm này 57kg thôi. Ai lấy đầm này comment giúp bé Anh luôn một cái nhất, đọc mã cho em mã số luôn nè. Mã cho em là mã 46, chị nha, mã 46 à. 46, 250.000 một cái đầm hiệu cao cấp, đầm hiệu cao cấp 46 cho bé Anh luôn. M46 bán mà nói lỗ thì bảo đảm, bán mà nói lỗ thì bảo đảm rồi, đâu đâu có ai mà bị khùng mà bán lỗ, nói thiệt mấy chị luôn. Nhưng mà nhiều khi bán rất là ít luôn. Minh Anh tặng chị đôi bông ngọc trai đi, chị thích đôi đó. Chị Hà Nguyễn ơi, cái đôi bông ngọc trai á, cái đôi bông ngọc trai á là em phải làm chương trình lớn vì một đôi đó 2 triệu mấy lận. Còn đầm em nói mấy chị rồi, một đôi một cái đầm em like em lời có 20.000 à. Nên là em không thể nào mà em tặng được đôi bông hết. À, đẹp mà không có nhỏ, 46 lời chốt cho chị. Chưa nhận được quà bao giờ chị Hà Nguyễn, chưa nhận được Hà quà bao giờ. Thôi để em kiếm gì em làm quà cho chị, chứ đôi bông ngọc trai là không tặng được rồi. Cái đó làm từ vàng trắng lận. Chị nhận được cái nịch rồi đó. Hả? Chị nhận được cái nịch rồi đó. Cái nịch gì vậy? Mẹ, hóa đơn trên 500. Chị nhận được ghi nịch nè, hóa đơn trên 500, như chị em mới nói. Đầm lời mà 46 hết rồi, 46 lời chốt Nhựa Nguyễn nè, 46 lời chốt Nhựa Nguyễn nè. Cái đầm đen còn không? Đầm đen để cái 2X cho em, còn cái gì không? Con ở size gì nè? Đầm đen kiểm size giùm luôn. 46 lời chốt Nhự rồi nè. Đẹp mà không có. Chị Hiệp Phan nói quần áo đầm dư cũng chia sẻ cho chị em mặc hết à. Ok. Em Anh có cái đầm này mới đẹp nè. Size này size cho em. Có size. Có size. M một cái. L một cái, XL một cái. Cái này cho em mã 47 cho bé Anh. Trời ơi cực kỳ đẹp luôn. Đầm này đầm màu đen. Đầm này là đầm sang sang. Hôm bữa em mặc trên live mà nhiều người hỏi cái đầm đen này nè. Xả 250 một cái luôn. Đầm tầng đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Đẹp lắm, hạt ngọc trai 47. 47 bé Anh có size ML, XL luôn nè. XL 62kg, 63kg đổ về nha. Anh lấy 47, comment 47 giùm em luôn mấy chị ơi. Màu đen M47 cho mấy chị nha, 250k. 250.
47M, chốt Nhự Nguyễn 47M. Em anh còn L, XL và 2XL không? 2XL em hết rồi. Em chỉ còn L với XL thôi. Ai lấy comment luôn, rẻ lắm mấy chị, 250.000 cái à. Đẹp lắm. M47 với chị nha, 250k. M47 250 luôn, 47M chốt cho chị Nhự Nguyễn nha. Có L nè chị. Chị Đặng, chị gì quên rồi, chị Tuyết Mai ơi, chị Tuyết Mai chị lấy Tuyết Mai chị lấy cái L đen này đi, đẹp nè. L đen này đẹp nè Tuyết Mai. L đen này dễ thương nè. Em còn đầm cổ vest không chị Hà? Đầm cổ vest không biết còn không? Em nói thiệt, do shop em là tương tác kém á, nên là em phải like mỗi ngày, với lại là em chia sẻ nhiều cho có khách. Đầm tiểu thư bên em đẹp nhưng tướng chị đàn ông lắm, không dám mua, chị dám nhìn thôi. Chị Đào Nguyễn, dạ. Chị Đào Nguyễn ghé shop rồi đúng không? Chị Đào Nguyễn ghé shop đúng không? Hàng chính hãng đúng không? Về bao chất cho em luôn. Tại vì shop em bán rẻ lắm, gần cuối năm rồi nên là tặng hết quà cho khách. Mà nhiều khi chị coi like chị biết em tặng quá trời luôn. Đầm này có L nè, chị Tuyết Mai nè, chị thích thì chị lấy nha. Nó cũng như đầm tự như đầm kia, nhưng mà nó là form màu đen, với lại cái kiểu của nó cũng rất là dễ thương. Đó, rất là đẹp luôn mấy chị. Đầm tiểu thư, mã này là 48, còn size L với lại XL. Ai lấy thì comment luôn. 48 nha, rồi qua mã luôn lên 49. Em thấy màu trắng thích, dạ ok chị đẹp. Lên 49 nha bé anh luôn, 49 cho bé anh. Ai coi like chấm bài giúp em, đợi em xíu lấy em lên cái mặt nạ này, có chị xài bao sướng luôn. Cứ bia hoài. Tặng mấy chị em mặc ai cũng mê lắm nè, vì đồ đẹp lắm Minh Anh ơi. Trời ơi, nay bà Hiệp Phan rảnh nè. Mới vô quá trời, nói quá trời luôn. Bình thường là thấy Hiệp Phan coi một chút là Hiệp Phan đi chợ hay là Hiệp Phan đi đâu bận rồi. Cái chum này size L nè. Hân Trương còn coi like không? Hân Trương mua cái này nè, cực kỳ dễ thương luôn, size L. Đây, có coi giãn nhẹ luôn, rất là sang, còn đụng cái chum thôi. Sale luôn mấy chị yêu của em luôn, 250.000 mã số. M49 giúp em nha mấy chị nha. 49. Chum dài. Hello, em chào chị Tuyết. Hello, Tuyết Lê nè, chum dài nè mấy chị. Rất là sang luôn, hai kiểu tay. Ai thích bẹt vai, mặc bẹt vai không thì mặc như này luôn. Cái này rất là dễ thương luôn. Chất rất là đẹp, 250.000 một cái chum. Mã số giùm em luôn. Mã cho em là mã 49 nha. 49 luôn cho bé anh, rất là dễ thương. 49 chum size L. ML mặc trên chân thoải mái thì coi giãn mà. Ai lấy chum comment chum luôn, 40 mấy. Mã cho em là mã 49, 250k. Sale luôn, chẳng luôn cho lẹ, 200.000. Trời ơi, quá sốc nha mấy chị nha, chứ có 200k. Mẫu trắng này ai thích thì comment nè, mẫu trắng em sale luôn 200 nè. Ai lấy thì comment luôn, có một cái rồi nha. Ai lấy thì comment luôn, chum thì không có đen rồi. Em còn lẻ size có mấy cái nên em sale luôn L. Chị nào mà vừa L hốt luôn, nhưng thật ra cái này ML bao vừa. Nó coi dạng thoải mái. Ok em, thôi bà, ngày tôi đặt hàng là lần đầu tiên tôi thấy bà like đó. Nhưng không hiểu sao tôi đặt niềm tin vô coi mà mua liền đó chứ. Thường chị cân nhắc khi mua like dữ lắm. Lần đầu nhưng không hề thất vọng, ủng hộ dài dài. Cảm ơn Đào Nguyễn nhiều luôn. Cảm ơn mấy chị. Rồi có mấy chị cho em những dòng cảm nhận như trên like vậy là quá vui rồi. Không cần nói nhiều nữa. Hello, chào Hiền Huỳnh luôn nè. Đây mấy chị thấy không, khách em ra vô cứ hai mấy ba mấy gì đó. Giờ này tương tác Facebook nó chặn rồi mà like như like mạng yếu xìu à. Nên là em phải chấp nhận thôi. Nhưng mà có người ra người vô người ta comment là vui rồi. Lên tiếp tục cho em luôn nè. Mẫu này còn cái là mẫu này size gì nè. Để em coi size nha. Size M mấy chị ơi. Size M. Nhà có mấy bộ chum đẹp lắm. Size M mấy chị ơi, size M nè. Ai vừa em mờ hốt luôn cho bé anh nè mấy chị. Đây size M, cái chum này dễ thương nè, 200 luôn đi, sale 200 luôn đi. Mã này cho em là mã 50 mấy chị nha, mã 50 là 200k. 200.000 mã số 50, ai lấy 50 comment luôn, chum suit. Chum dài mấy chị ơi, một cái duy nhất họa tiết luôn nè, cái chum này sang nè, mặt rất là lạ luôn nè, tay cực kỳ luôn. 200k mã chum nha, ai lấy mã số comment mã mấy. Mã cho em là mã 50. 50 giùm em luôn, 50 đi bé, cho bé anh đây. Đầm cổ vét hả? Rồi, để lên cổ vét nè. Em có cái này đẹp nè. 50-57kg nha, cái đó 57kg vừa không? Rồi chật á. 57kg không vừa rồi, Hân Trương ơi, cái đó chật nè. Chị là phải L thôi, M là không có vừa đâu, 57kg phải L thôi.
Chum này mặc sang lắm, tôn da. Cảm ơn Hiệp Phan. Trời ơi, cái đầm cổ vest nè, size 2XL, đầm này 63kg. Lên 2X đi bé anh, ok võ mỹ chị. 2X, đầm này size 2XL. Ai lấy đầm này comment luôn. Đầm này lên cho bé anh mã số, cho em mã số mấy? Mã 51 à. 54 hay 51? 51, 250.000 một cái đầm cổ vest bell. Trời ơi, quá trời người hỏi cái đầm này luôn. Mà hôm bữa toàn size M đâu ra sáu được cái con 2XL nè. Đầm vest của Bell. Mã 51 nha mấy chị nha. 2X, 2X đầm vest của Bell 2XL. Ai lấy comment 51 chốt Sony Trần 250 một cái, chốt Sony Trần luôn nè. Rồi lên 52 nè. Lên cái LV luôn nè, lên cái LV luôn nè. Cái LV nào sale mới hết hồn nè, không bao giờ em bán LV mà sale rẻ gì đâu. Hàng Mỹ luôn mấy chị. Đầm cực kỳ đẹp luôn, 52 cho em. 51 hết rồi Thu Thủy ơi, đẹp quá mà size to em dạ. 52 cho em, trời ơi xuất sắc chưa. Ôi trời, cái này dễ thương vậy. Cái này hay là để em mặc ta. Dễ thương cực kỳ luôn, đầm LV, hàng chính hãng. Hơi mờ nhưng mà hơi hồi mới nhận mấy set đồ bộ đẹp lắm. Dạ. Lên cho em. Không biết nay hay mai về kịp không ta, cái set bộ cực kỳ dễ thương luôn. Để Hiệp Phan canh like ha. Lên cho em mã 52, một cái này phi size 45-65kg một cái thôi. Em tặng nhanh nè, 200.000 một cái LV luôn. M52 nha mấy chị nha. 52. Ôi cái này mặc thu đông hơi bị dễ thương luôn á, dễ thương lắm của LV. Levi's, cái này ở ngoài một cái đầm như bé anh đang mặc cũng phải triệu mấy một cái, ba biết bao nhiêu là tiền. Mẫu này không ai lấy là bé anh lấy luôn, dễ thương lắm. Mã số mấy? M52. 52 đầm LV những cái chị nha. 100% hàng chính hãng. Ai biết rồi, cái này là lô đầm Mỹ hôm bữa like đó mà sót được mẫu nè. 52L. Đấy lộn, quên, 45-65kg chứ. Ai lấy comment nha, em gấp lại em để em mặc luôn. Tết này em về Bắc. Lên 53 cho bé anh luôn. 53 cho bé anh luôn. Cổ vest còn được một cái size M nè, ai vừa không lấy luôn nè, size M nè. Cổ vest M nha, 250 luôn. Vest đen M. Vest đen M nè, 250.000 vest đen M. Ai lấy vest đen M comment luôn. Size này size M thôi nha. Size M thôi, đầm này chắc phải 52kg thôi. Đầm này chắc 52kg đổ về thôi. Mã này cho em 250. Mã cho em là mã 53 nha mấy chị nha, mã 53. 53 vest cổ beo đen size M. 53, 250.000. Ai lấy thì comment luôn 53 giùm em luôn. Đây dễ thương lắm, tem mạc đầy đủ. Đầm này mới về 800.000 một cái đó mấy chế, rất là sang. Đầm vest cổ beo. Đầm này mặc lên tay lắm, dễ thương lắm mà chỉ còn size M thôi. Ai lấy comment 53 M vest cổ beo nha mấy chị nha, 250.000. Lên 54 nè. 54 nè. Xem chút nữa đi rước bé rồi, bởi vì em mới đáng tranh thủ like sớm đó là vậy đó. Cái này dễ thương nè mấy chị, phi size thoải mái luôn. Cái này dễ thương nè, phi size thoải mái luôn, đầm Gucci. Cái này phi size 45 cho tới 63kg vừa nè. Ai lấy thì comment luôn, đầm này từ cho size M, L, XL vừa nha. 2X thì không vừa, 2X thì chật. Mã này sale mấy chị 250 một cái, đầm Gucci. Dễ thương lắm. Cái này tụt lên tụt xuống được luôn, dễ thương lắm, 250.000. Ai lấy comment mã luôn. Mã xem là mã 54 nha mấy chị nha. 54, ai lấy 54 comment. Đầm này dễ thương, Gucci mấy chị ơi. Đầm này phi size nha, đầm này là đầm phi size dạng đầm suông. Đây hạt ngọc trai Gucci nó đính ngay đây luôn nè. Và cái này dây lụa, cái chị có thể thắt làm sơ mi luôn cũng được. Ai lấy 54 thì comment 54, lên 55 luôn nè. Ê, lên hai cái đầm van van bèo bèo ở dưới đây sale luôn. Em tặng đầm này mới sốc nè. Ai size M comment nhanh tay, em tặng cái đầm này mới shop nè. Có size 2X luôn. Trời ơi quá đẹp mấy chị ơi. Ai lấy đầm này comment giúp em. Kiểm tra size lên. Kiểm tra size luôn. Đầm đỏ này đẹp lắm mấy chị ơi, hàng cao cấp đá hộp. Cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy đầm đỏ này comment giúp em mã số cho em mã mấy? 55 cho bé anh. Đầm đỏ cho bé anh nha các chị nha, 55. Đầm này là đầm hộp đá nè mấy chị, cao cấp, rất là đẹp, rất là sang luôn. 55 đỏ, có size M, có size 2X. Có size M và size 2XL. Em tri ân em tặng mấy chị 200.000 đồng cho em một cái, mã số. Mã cho em là mã 55 nha mấy chị nha, mã 55. Vì đầm này em còn lẻ size và hai size rất là khó, một là size M, hai là size 2X thôi.
Em tặng mấy chị 200 ngàn, cái đầm này không lỗ, không phải là bé anh luôn. Mã số giùm em luôn. Mã cho em là mã 55 nha mấy chị nha, mã 55. 55 là cái đầm bé anh đang cầm, 200 ngàn một cái, đầm cực kỳ đẹp luôn mà nó là màu đỏ, mặt tết rất là dễ thương. AL ốt gì nhắn nhút cũng rất là dễ thương, 200 ngàn đồng. Đây, mạc đầy đủ nha mấy chị nha, tất cả đều là hàng mới hết cho bé anh. Ai lấy comment luôn, mã số giùm em luôn. Mã cho em là mã 55, mã 55 ạ, 200k. Thúy Hằng Trần lên số điện thoại và ghi cho em size luôn Thúy Hằng Trần yêu ơi. M55 2X chốt cho Thúy Hằng Trần này, mới chốt được cái đầm hơn dễ sợ. Lên số điện thoại cho bé anh luôn Thúy Hằng Trần nha. Em có size M và size 2XL luôn, rất là dễ thương. Ai lấy thì comment giúp em. Có đầm nào màu vàng không? Có luôn nè, để lên cái đầm lôi vàng nè. Có luôn, có luôn. Ai lấy comment giúp bé anh, đầm này bé anh là có size M và size 2X thôi. 199 199. Ở xe còn 200 phải không? 200 ngàn. Rồi lên đầm vàng nha, lên đầm vàng nha. Đầm vàng nè, trời ơi đẹp cực kỳ nè. Đầm vàng nè. Trời ơi, đầm vàng có size to không vậy? Đầm vàng chỉ có size to thôi. Ok, chốt cho Thúy Hằng Trần nè, có số điện thoại nè. Đầm này đẹp ghê luôn mà chỉ có size XL với 2XL thôi. Bây giờ lên bắt đầu nè. Chị Ngọc Lan form đầm này lên tôm dáng lắm. Dạ đúng rồi, eo óc đâu ra đó luôn mà lên cái mông nhìn bự lắm mấy chị ơi. Cái đầm đó mặc lên cái vòng cong vuốt luôn, vuông vuốt vuông vuột luôn. Lên cho bé anh đầm đá, trời ơi đầm cao cấp, đầm đá cao cấp. Em anh đầm này chỉ có size XL và 2X thôi. 63kg đổ xuống lấy XL, 65kg. Ấy lộn quên, cái này 62kg thôi là XL, còn 65 là 2X nha. Mã này sale mấy chị 250 luôn. Mã cho em là mã 56, mã 56 nha mấy chị nha, 250. 56 250 ngàn đồng một cái đầm, không đẹp không sang không xinh, trả lại tiền 56 cho em. Mà đặc biệt nha, cái đầm đỏ, cái đầm vàng này đẹp lắm mấy chị ơi, 56 luôn nè. Lát em sẽ sale một cái chum cao cấp, nếu ai có tiền thì các chị mua cái chum đó, chum nó đẹp lắm. Đây. 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 Cái đá của nó đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Ai lấy comment giúp em mã số giùm em luôn. M56 nha mấy chị nha, 250k. Đẹp lắm. Cái đầm vàng này là màu vàng, vàng tươi luôn, dễ thương lắm. Lên mấy đầm trên xào đi bé anh. Đặng Thúy Hồng, dạ rồi. Đầm trên xào hả? Rồi để em lên nha. Mã này em chỉ có size XL và 2XL thôi. XL là 62kg đổ về, 2X là 65kg. Mã này sale 250. Ai lấy comment mã luôn. Mã cho em là mã 56 và mã 56 nha mấy chị nha, 250k. 56, 250 một cái đầm tay nè các chị ơi, rất là sang và rất là đỉnh luôn, 56. Ai lấy comment luôn lên 57 nè. Lên 57 nha, lên cái đầm phía sau ha. Ê cái này đẹp nè. Còn cái nè. Này còn cái hay không mà lên. Cái này trời ơi, khách giục dành giục dữ luôn á mà. Khách đặt hàng nhà em mà rồi bơm, nên em báo tay chống cơm chấm vn luôn. Size này size L, size này size L, đầm 800 một M, một L. Còn một cái M một cái L thôi, nhưng mà đầm M đó form nhỏ đó. L của nó là tầm 54kg à, 54-55kg à. Còn size M của nó là size S đó, nên là cái này bị hạ size nè. Cái đầm này nè, chị nào mà size tầm 54kg đổ xuống thì lấy L, còn chị nào 50kg đổ xuống thì lấy M cho em. Mã này xả 250 một cái đầm luôn, hàng cao cấp thiết kế. Mã này xem là mã 57 nha mấy chị nha, mã 57 à. 250 ngàn, mã số 57. Cái này Ngọc Lan dừa nè, Ngọc Lan dừa nè, Ngọc Lan dừa cái size M nè, cái đó là S luôn á, dễ thương lắm. Ai hỏi đầm S đó lấy cái đầm đó luôn, đưa cái M cho coi, đưa đây, thảy nguyên bao luôn. Đây mấy chị, dễ thương lắm. Đây Đặng Thúy Hồng luôn, 57 size M, chốt Đặng Thúy Hồng nè, trời ơi dễ thương chưa. Hơi bị sang luôn á chế, đầm này hàng cao cấp. Hạt ngọc trai luôn á, không phải hạt thường. Cái đầm này ở ngoài 2 triệu mấy một cái lận. Rồi chốt Đặng Thúy Hồng cái M luôn nè bà Linh. Em còn một cái L nha, là 55kg đổ xuống nha, 54kg chứ. Rồi em lên tiếp tục cái đầm này luôn nè. Còn một cái đầm vàng nè, ngọc trai nè. Rất là lên luôn, lên mã 58 cho em luôn, 58. 58, ai lấy thì comment luôn. Đầm ngọc trai, chỗ cái đầm này sang ghê luôn á, hàng cao cấp, chung cái lô 2 triệu mấy. 58, đầm này cho em là size M. Đầm này cho bé anh là size M nha các chị nha, một cái duy nhất thôi.
chuẩn firm IM lấy cái đầm này cho em luôn, đầm ngọc trai dễ thương ghê luôn. M58 nha mấy chị nha, 250k. 250 một cái, không đẹp không xinh trả lại tiền, đầm này đẹp lắm, ăn tiền lắm luôn. Rất là sang, có 250 thôi. M58 size này size M chuẩn firm, IM lấy cho em đầm này size M nha. Đầm này cái chị cổ ngọc trai cho bé anh nè, rất là sang luôn mấy chị. Đây, bên em tất cả đầm nhà bé anh là hai lớp hết. Đó các chị có thể kiểm tra giùm em luôn, hai lớp hết ở bên trong. Các chị mặc rất là đẹp mà không có bị mỏng luôn. 58. M58 nha các chị nha. M58 luôn nè. Trời ơi, cái này hết rồi phải không hay còn? Cái này để coi còn không, lên M59. Size M. Cái này em đăng bài rồi nè, khách thích lắm luôn. Khách thích lắm luôn. Em đăng bài rồi, em bán cái này siêu chạy luôn mấy chị, khách thích cực kỳ. Size này size M rất là đẹp, M59 cho bé anh, size này size M. 250 một cái đầm cao cấp, ai lấy comment giúp em luôn. M59 nha mấy chị nha, 250k. Đẹp cực kỳ luôn mấy chị, M59, size này size M. Hai tay tím nè và chất của nó đẹp lắm, nó nhấn eo trên nha. Đây, tay của nó nè các chị nhìn nè, mà vải mát lắm. Lên đầm xanh đen ok. Cái xanh đen nó chế vừa cái size M đó. Xanh đen đá, hạt xanh đen đá cực kỳ đẹp. Em có hai size, size M và size L. Nhân đầm này là firm nhỏ. Size M là 50kg đổ xuống. Còn size L của nó là phải 53-54kg đổ xuống. Ai 50kg đổ xuống thì lấy M, ai 53-54kg thì lấy size L giùm em. Em ăn xả đầm này 250, đầm hạt đá cao cấp. Đầm hạt đá cao cấp, ai lấy đầm xanh đen thì comment giúp em là mã số nha. Mã trên là mã 59 nha mấy chị nha. 60 chứ, 59 qua rồi, 60 đi. Mã này mã 60 giùm em đi, mã này mã 60 đi. Ai lấy 60 comment 60 luôn các chị. 250.000 một cái đầm màu xanh đen, dễ thương cực kỳ luôn. 250. Tay van xòe luôn, nhẹ nhàng dễ thương lắm, nhẹ nhẹ xinh xinh đáng yêu. Hạt đá cao cấp. Quên nữa, cái đầm này đẹp lắm mấy chị ơi, 100% là may bằng tay, kết bằng tay lên luôn. Mã này mã mấy? M60 à. 60 nha. Mấy đầm đá này nè, em bao mấy chị luôn, không đẹp không sang trả lại tiền. Lên cho hai cái set bộ qua, chỗ cái set bộ nó đẹp vậy. Nè. Đâu ra lẻ một hai set. 60M chốt nhựa Nguyễn, 60M nhựa Nguyễn. Cái đầm xanh đen. Đây. 60M chị nhựa Nguyễn nè. Đưa cái đầm hoa đó luôn. Ê cái đầm này nè. Cái đầm này nè, size này là đẹp nè. Cái đầm nó đẹp. Đầm này lên cho em 61. Size M. 61M, đầm này đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Bán hết về là bán hết sạch luôn đây. Hạt đá cực kỳ đẹp luôn, 61M 250.000 một cái. Ai lấy thì comment lại like giúp bé anh luôn. 61 nha. Tay đẹp lắm mấy chị ơi, 61 size này size M cực kỳ đẹp luôn. 250.000 một cái, có hình mẫu mặt đẹp lắm mấy chị ơi. Đó, ai lấy thì comment luôn. 61, vải rất là đẹp. Tem tag đầy đủ nha, 61 ghi cho em là size M nha. Dễ thương lắm. 61 nha mấy chị nha. 61 chốt chị Nhự luôn nè. Rồi lên 62 nè. Cái này chung mã nè. Ê cái này đẹp mấy chị. Cái này đẹp nè. Cái đầm này đẹp nè, 62 nè. Đầm này phi size, 61 không có ngắn chứ ơi. 61 em mặc tới gói, 61 bé anh mặc tới gói. Yên tâm. 62 cho bé anh, tại em vô cao lên nó mấy chị nhìn nó ngắn. 62 cái đầm này dễ thương nè. Đầm này dễ thương nè mấy chị. Còn cái em sale luôn nè, dễ thương lắm, đầm này dễ thương lắm. Đầm này phi size. Đầm này phi size, size nào cũng mặc được hết. Tại vì biết sao không, chất nó co giãn rất là mạnh. Cái chất co giãn rất là mạnh, 45 cho tới 65kg còn vừa luôn. MLXL đều vô được hết. Mã này em sale với chị 200.000 một cái luôn. Mã cho em 62 giùm em. M62 giúp em nha mấy chị nha. Đầm đẹp lắm. 62 200. Ai lấy 62 comment giúp em 62. Đẹp lắm mấy chị ơi, nó là dạng vậy nè. Đó, ngay đây nè, nó túm 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 nhẹ. Nó sẽ làm che cái bụng bự của mấy chị. Mà MLXL đều được hết.
còn có một cái là khách xã sale luôn. Alex comment 62 giùm em. Mã 62 em sale là còn 200.000 thôi á. 62 chốt liên bích. 63 giùm em luôn. 63 còn một set khách bơm sale luôn 150. 63 còn một set khách bơm sale luôn 150.000. 63 Alex 63 comment. Set này nha. Set này thì ML mặc là đẹp thôi, XL mặc nó sẽ hơi ôm. À 63 150.000 một set bộ của Hàn Quốc. Set này đợt trước 370 sale cái chị 150 luôn. Còn set cuối cùng 63. Alex 63 comment giúp em 150 nha. Thanh lý lỗ luôn, cái này là lỗ nè. M63 nha mấy chị nha, 150k. Cái này của Hàn Quốc mấy chị ơi, mặc rất là mát, thun Hàn Quốc luôn. Mặc cực kỳ mát, nhưng ai ML mặc mới đẹp thôi. XL mặc ôm lắm, hầu như mấy chị mặc XL mặc ôm lắm. Nên chị nào ML mặc đẹp thôi, tầm 57kg là cái chị ok. 57kg đổ về cái chị mặc được set này là ok luôn. Mã này là 63 giùm em anh nha. 63. M63. Cái này là gì vậy? Trời ơi, set cao cấp, ai hơn lấy set này giùm em nè. Em nói điêu mất lọc thiệt, set cao cấp mà khách bơm. Set này 1 triệu mấy một cái của thằng Adidas. 1.020.000. Hôm bữa sale còn 620 là không sale rẻ hơn nữa. Là bán đúng 620 luôn, ai mua được thì mua. Mà hôm bữa em nói trên live rồi em còn set em sale, em thanh lý lỗ luôn. Còn đúng một set Adidas em tặng cho chị đâu may mắn, size này cho em size M. Em tặng giá 350 cho em set này luôn. Bao gồm cho bé anh là một cái này hàng cao cấp nha, đây là set cao cấp nha. Một cái quần và kèm cho em một cái áo. Áo này các chị có thể làm áo khoác được cho em luôn và của Adidas xịn luôn cho bé anh. Đây, ai lấy comment 350.000 một set. Hàng cao cấp không bao giờ sale rẻ hơn được nữa. Đây. Cái này của size M nhưng mà nó coi dạng thoải mái lắm á. Em mặc cái áo khoác còn vừa luôn nè. Đó mấy chị mặc thoải mái, size nó ghi M. Ai lấy này comment một set bao gồm một quần và áo khoác. Đây. Khách đặt mà bơm nè. Có bộ nào đẹp đẹp cho chị? Cho chị bữa hai bộ thì không vừa. Còn có bộ nào đẹp đẹp cho chị? Cho chị bữa hai bộ không vừa ý, ok luôn. Nhưng mà bỏ mi chị là phải 2X hoặc là XL, kiếm cái nào 65kg thử thôi. Đó, mã này là 350 nè. Chị lấy 350 thì comment mã giùm em nha, mã số gì? Mã số 70 đi. Ai lấy comment mã 70. Chị nào đặt mai gọi nhớ bắt máy nha. 70 ai khách mới gọi mai nhớ bắt máy mã số 70. Ai lấy 70 comment 70 giùm bé anh luôn. 70 cái chị ơi. 350.000 một set. Rồi lên. Còn có một set thôi, thanh lý lỗ luôn nè. Ai lấy comment ghi cho em 70 đi chị Hà. Ai lấy thì phải comment mã nha, 70 nha. Rồi lên cho em set này luôn. Em còn set nè, phi size nè, 45-65kg nè. Em còn có một set nè, tại vì set này nè nhiều người mua rồi. Còn một áo và còn một quần phi size 45-65kg, mặc cái set này vừa. Em còn set em thanh lý luôn 100.000 set. Ai lấy thì comment luôn. Mã cho em là mã 71. 71 100k. Ai lấy comment 71 giúp em luôn. Sáng nay hôm bữa bán là 199 là rẻ nhất đó. Hôm nay thanh lý luôn. Một áo và một quần sale 100.000 một set, 100.000 đồng. Quần này các chị về các chị phối với áo khác được. Áo này các chị phối mặc quần jean quần ngắn thì được hết luôn, rất là dễ thương. Mà cái set này coi dạng thoải mái luôn. Mã này mã mấy? 71 chốt tuyết mai nè. 71 tuyết mai nè. Chị Hà có lấy 350 không? Comment giúp em không, em xả nha. Rồi lên tiếp cho em mã số 72. 72. Bây giờ lát em lên. Ờ quên, thôi để like liền luôn nè. Nó lát hoài đến khi nào nữa. Set này đầm này hàng cao cấp nè. Đầm này có cao cấp nè, có dây nịt nè. Đầm này có dây nịt nè. 71 hết rồi, liên cao ơi, ơi, có cái dây nịt luôn, hàng cao cấp. Đầm này size 2XL, cô võ mấy chị lấy cái đầm này đẹp nè. Võ mấy chị ơi, lấy cái đầm này đẹp cực kỳ luôn, size 2X, coi dạng thoải mái chứ coi dạng luôn nè.
Đây, ai chị nào hỏi 2X lấy cái đầm này cho em, xả 250 nghìn một cái đầm cao cấp. Đầm này mới về bán 350. Đầm này mới về bán 350 ngàn. Giờ mã này là 72, một cái nhất 2XL thôi. Ai lấy thì comment luôn, 72 luôn. Mã trên là mã 72, mã 72 nha mấy chị nha. Có một cái dây nịt luôn mấy chế. Rất là đẹp luôn, rất là sang nha. Đây, rất là sang. Chất to giãn luôn, 72, đầm đi tiệc. Đầm đi tiệc, đầm đi sang, đập kiểu gì cũng đẹp hết. Ai lấy thì comment luôn, chị Victor hả? Phải chị Victor không? 72. Ai lấy 7 khách kìa, nhìn coi, phải chị Victor không? 72. Đúng rồi, bữa chị lấy rồi, quen rồi, quên rồi hả? Dạ không nhớ luôn. Ai coi là ai vậy? Chị coi rồi. À chị. À thì cho chị nhìn sơ đi. Cho chị nhìn sơ đi được thì mai chị ghé. Dạ, tại vì em like. À, xui xẻo cho có gì hóa giải không Minh Anh? Dạ có. Có chị, để tối em like đã ra nhiều người hỏi lắm. Để tối em like phong thủy nha. Hôm bữa chị lấy đầm này vay thiếu dây của chị rồi, chị Thái Trang. Vậy là rớt cái dây rồi đó. Chứ cái đầm này em thấy có dây nè. Kiếm cái dây đi, kiếm cái dây đi, có thì vụ cho Thái Trang sau. Ít bữa chị lên chị coi vòng rồi đi. Ít bữa chị lên coi vòng. Đưa cái Facebook cho chị đi, chị lên coi live. Chị có hay coi live stream không? Đây, ai lấy thì comment luôn. Rất là đẹp, rất là sang, 250 ngàn một cái. Rồi bây giờ em like cái này nè, bảo đảm đắp sướng. Xài cực kỳ sướng luôn. Bio ra lấy em lên. Bây giờ em lên liền luôn nè mấy chị. Đầm nhà em đang sale rất là lớn luôn. Có gì mai ghé đi chị. Cảm ơn chị nhiều. Rồi bây giờ qua cái này đi bà Linh. Lên qua cái này. Để lên coi cái này là cái gì nữa bà Linh. Đầm này chị mới nhận không có dây nịt luôn. Chị Liên Bích. Vậy là nó bị lạc rồi đó. Hoặc là có một cái có à. Hôm trước chị lấy đầm đó mà cũng thiếu dây em đó. Vậy là có một cái nó có à. Chứ là em không biết luôn à. Nếu mà thiếu là thiếu người thôi. Còn cái đó nó có một cái luôn á. Vậy là có một cái là đầm nó có nịt thôi. Trời ơi cái áo này trời ơi có nên sale không. Hàng cao cấp. Ai lấy thì xác nhận lấy giùm em nha. Cái đầm này, cái áo này là em sẽ thanh lý lỗ luôn. Áo phong 520 ngàn. Chị nào lấy áo này hàng cao cấp, tay này các chị nhìn giúp em. Ai lấy thì comment luôn. M70 52kg mặc vừa không? 70 là cái nào vậy? Năm mươi hai bao vừa? 70 là cái set á, 350 đúng không? Đúng rồi, 52 bao dừa Thanh Hàn. Nó ghi M mà bao dừa. Chứ coi giảng mạnh lắm. Em có một cái áo hàng xịn 520. Ai may mắn thì mua được nha. Em sale mấy chị 250 một cái. Ghi cho em là mã số giùm em luôn. Mã cho em là mã 73 nha mấy chị. 73. Áo này cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi. Hàng xịn cao cấp. Em nhìn vô là em biết liền. Cái mẫu này em bán mà. Đợt em nhập hàng này cao cấp lắm. Chị Thanh Hàn lấy thì comment bọc 70 nha. Cái đó bao vừa luôn. Áo này cực kỳ đẹp luôn. Đây mấy chị, tay của nó nè, rất là sang. Đẹp lắm, hàng xịn cao cấp. Mấy chị nhìn là biết liền, phi size. Mẫu này 45 cho tới 65kg bao dừa. Mã này cho em là mã số 73, sale 250 một cái áo hàng hiệu. Áo này 520 lần mấy chị. Ai lấy thì comment luôn 73 nha. M73 giúp em nha mấy chị nha. 73, lấy cho chị Thanh Hằng luôn. Ok chị Thanh Hằng. À, xui xẻo lắm anh chúc có chị gửi vào tin nhắn luôn. Buồn chị Huy Gia. Ok chị Huy Gia nè. 70 mấy? 73 mấy. Thôi sale khách luôn 200 ngàn cho vui luôn. Còn cái để like hoài mệt. 73 200 ngàn tặng lỗ luôn nè. Lỗ nặng luôn nè. Ai lấy comment luôn. 73 chỉ có 200k thôi à. Đẹp cực kỳ luôn. Rất là sang. Áo nè mấy chế. Cái này thì không 6 mấy ký sợ hơi ôm nè. Do là hàng xịn nè. Cái chất của nó là vừa thôi. Cái này thì tầm chắc là 60kg thôi. Chứ xong mấy ký như bé anh tay to thì chắc là đút vô hơi khó. 73 tặng 200 ngàn luôn cho rồi đi, đẹp lắm. 500 mấy còn 200 luôn. 73 chốt cho ai đây? Liên Cao nè, Liên Cao nè. Liên Cao cầm bên trước nè. Rồi lên 74 nè. Cái này là cái gì đó? Bộ bông hồi nãy mã mấy em? À cái bộ bông á, bộ bông xanh phải không chị? Đưa cái bộ set bộ 150 đây, bông xanh đấy bà Linh. Đây.
Bộ này bộ hoa xanh nè chị. Em quên mã rồi, thôi chị đọc mã đi. Lên mã 74 đi. Mẫy 74 cho bé anh luôn 150, hoa xanh. Bộ bông xanh này xếp bộ nè, em sale còn 150 luôn, 74. Ai lấy 74 comment 74 giùm em nha. 74 nha chị Trang Đình Kim nha. Rồi em lên luôn nè. Cái này là cái gì để em coi coi. Mấy cái nào mà em mẫu mà khó bán em sale luôn cho mấy chị. Đây. Một cái đầm. Một cái đầm rất là dễ thương luôn, có cái nón luôn nè. Kèm thêm là nó có thêm một cái khoác luôn nè. Hàng cao cấp nè, chung với cái lô hàng cao cấp nè. Đây cái này tầm 57 kg, 58 kg đổ vừa. Em còn một cái luôn, em sale với chị 150 luôn. Ai lấy comment 75. M75 nha mấy chị nha. M75 150k. 150.000. Một cái đầm suông có cái nón luôn nè. Chị nào mà mình ở mình đi về Bắc hoặc là chị nào mà ở Đà Lạt nè. Đó, nói chung là Tết Tết mà trời hơi lạnh lạnh xe xe á. Mặc mấy cái này dễ thương lắm, có cái nón luôn, cái đầm suông, cái này 57 kg, 58 kg vừa luôn. Có thêm cái khoác bên ngoài nữa, một set như này thanh lý 150 luôn, còn set M75 nha mấy chị nha, 150k. 150.000, ai lấy cờ mên luôn, dễ thương lắm. Nó là cái đầm suông có cái nón với lại có cái gì ấy lên. Ngọc Nguyễn, chị Ngọc Nguyễn lên số điện thoại giùm em luôn. Ngọc Nguyễn này khách lạ, khách mới không nhớ nữa. Khách cũ hay khách mới không biết nữa. À, em anh về rồi, chị kể mày, chị kể lấy luôn, ok chị đẹp. Ngọc Nguyễn lên số điện thoại giúp em, nhưng mà chị kể mày hiện tại là đang về đó. 75, Ngọc Nguyễn lên số điện thoại đi để em chốt nè, không thôi là em xả qua cho khách khác nè. Đó, 75 nè, rất là dễ thương, sale còn có 150 à, khùng điên ghê chưa. Ngọc Nguyễn lên số điện thoại chốt đơn như chế nha. Lên 76 luôn giùm em. Trời ơi, đầm này đẹp. Ok Ngọc Nguyễn, chốt đơn Ngọc Nguyễn nè. 76 luôn cho bé anh. 76, ai lấy 76 comment luôn cho bé anh. Hàng cao cấp nha. Số điện thoại của chị nha, chị Đặng Thúy Hồng. Dạ. Mã 75 có người chốt rồi Thúy Võ ơi. Lên 76 giùm em. Hết rồi, sẽ đó con cái à. Ngọc Nguyễn chốt rồi. Đây đầm cao cấp size L. Ai lấy comment mã 76 giùm em luôn. Một cái duy nhất thôi. 250.000 một cái đầm đá cao cấp. M76 nha mấy chị nha. 250k. 250. M75 size chi vậy em? M75 size đó là size size gì không biết nữa, phi size. Nói chung 57 kg đổ xuống vừa. Nhưng mà có người chốt rồi. Lên cho bé anh luôn mã số 58 luôn nè. Đầm nào bé anh còn bé anh sẽ like nha. Đầm đó hết hàng rồi mấy chị. 76, ấy lộn 76 cho em đầm đá cao cấp. Size này size L nè, dễ thương ghê luôn mấy chị. Ai lấy thì comment luôn, sale cái đầm này cho bé anh 250 một cái đầm cao cấp màu trắng nè. Đẹp luôn, 7 mấy? M76 chốt Mi Ngọc Nguyễn nè, 76 nè. Hello, em chào chị Mi Ngọc Nguyễn nè. 76 Mi Ngọc Nguyễn luôn, lên 77. Trời ơi, còn cái đen này má. Đâu ra bà cứ nói không mà ai là tôi biết hết. 77 cái đầu em nhớ da lắm chị Linh ơi, bà cứ nói không mà hỏi cái đó là ghi tên chốt mà gọi điện thoại không được nè. Lên 77 cho bé anh luôn nè. Đây chum dài, chum dài, trời ơi Hân Trương còn coi like không, cái chum dài này sale luôn nè, màu đen hả? Ờ, bỏ cái đen qua cho chị Hằng Vũ đi, nó thấy cái đen rồi. Lên đây luôn, size này size XL 77. Nó ghi XL thôi, nhưng mà cái này tầm 57, 58kg vừa thôi. Ai 57, 58kg, 58kg đổ xuống vừa cái chum này. Sala size cho em là 77, sale mấy chị là 250 một cái chum cao cấp. 250.000. 77, ai lấy chum comment 77 giúp em. 77 một cái chum suốt dài, rất là đẹp luôn. Cái chum này dễ thương lắm á nha. Chị nào có cái dây nịt nè, mình quấn thêm cái dây nịt vô ngay đây cho em thôi, rất là đẹp luôn. Đó, nãy giờ mấy chị hỏi chum nè, rất là đẹp luôn. Mà còn cái màu đen nào bây giờ mới thấy luôn. Mã này em sale 250 luôn. À, lấy cờ M77 cho mấy chị nha, 250k. 77, 250, lên 78 luôn. Lên 78 cho em luôn. Hàng lẻ hai cái like luôn. 78 cho bé anh luôn. Ê, lên cái áo LV đi sale luôn nè. Để em coi quần jean.
Size này size gì đây? Quần jean size M. Ôi quần jean này đẹp ghê luôn á, 78M. Sale với chị luôn 250 một cái, 480 sale 250. Ai lấy comment cho em quần jean luôn. 78 nha mấy chị nha, 250k. Size M có co giãn mạnh luôn nè, ai M mặc cái quần jean này nè, các chị nhìn giúp em rất là đẹp. 78 250.000 một cái quần. M78 nha mấy chị nha, 250k. Jean này cao cấp lắm, đợt trước bán 400 hơn, hôm nay sale 250 luôn. 78 ai vừa comment luôn size M. Dễ thương lắm mấy chị, form nó rất là đẹp. Em bao vải luôn, và đặc biệt jean này là jean co giãn nè mấy chị. Chất này là chất co giãn chứ không phải là chất cứng. Nhiều người không có thích chất jean cứng mấy chị ơi. Size M còn cái thôi, sale khách luôn 200, chơi lớn luôn. Trời ơi, M78 chỉ có 200k thôi nha. Còn nha, cái à, để chật nhà, lộn xộn hàng, sale luôn 200. 78, 200.000, ai lấy comment luôn 78 cho bé anh luôn 200k. Size này là size M nha, quần jean nha, 200 nha. Đây, jean này các chị mua về mà ai mà bán về lên treo shop bán 350 cũng được. Chất đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Lên tiếp tục 79. Một cái áo sale với chị luôn 150. Một cái áo M79 nha mấy chị nha, 150.000. Ai lấy comment 79 giùm bé anh luôn. Áo này dễ thương nè, áo tơ. Áo này là bằng tơ mấy chị ơi, dễ thương cực kỳ luôn. 150.000 mã số 79. Ai lấy 79 comment giùm em 79 luôn. Phi size 79 áo bằng tơ phi size. Áo này dễ thương nè mấy chị, bằng tơ 100% tơ lụa mấy chị, không pha nha, không TC, không cô tông nha, bằng tơ lụa rất là mát luôn. 150.000 một cái áo hiệu LV mấy chị ơi, hạt đính LV. Ai lấy comment mã 79 giùm em. M79 à. Hai kiểu mặc, ai thích bẻ cổ xuống thì để bẻ cổ, ai thích để thì để vậy luôn. 150, ai lấy comment giúp em luôn. Ai lấy comment giúp em nha. M79 nha mấy chị nha, 150k. Áo bằng tơ mấy chị ơi, tơ lụa dễ thương lắm, màu này màu hồng nè. Kiểu nó dễ thương lắm, rất là sang. Mẫu ok. 79 ai lấy hồng comment hồng, 79 hồng nha. Ai ghi comment giúp em luôn. Lên mã tiếp tục mã 80 đi. 80 rồi. Tay nâu gì? Tay nâu này còn size. Lên cái nào mà còn một hai cái đẩy hàng luôn. Ê lên cái đầm đó đi. Cái đầm đen Mỹ á. Cái đầm đen nó có trên xào á. Có cái châm mà, thấy nè. Đứa này coi. Mã này mã 80 giùm em nha. Hơi bị đẹp luôn. Phi size thoải mái 45 cho tới 65kg mặc vừa. Đây. Có một cái lót ở bên trong. Có một cái đầm lót ở bên trong. Rồi đưa cái đầm cho khách coi mẫu luôn. Một set như này 250.000, mã số 80 giùm em. M80 nha mấy chị nha. Đây, nó là phi size thoải mái, nó là cái maxi đó chị. Đầm maxi ở dạng bao mà mặc dễ thương lắm. 45-65kg mặc vừa, phi size thoải mái luôn. Thì cái áo, cái này nó có cái lót trong ở bên trong luôn nè. Còn cái này là cái đầm khoác ở bên ngoài, đầm mặc ở bên ngoài. 250.000, mã số 80 nha. Ai lấy 80 comment giúp em. Nhớ giúp bé anh là có cái lót trong nha mấy chị nha, chứ không phải cái đầm xuyên thấu như này đâu. Ai lấy comment mã 80 250 nha. Rồi lên tiếp tục luôn. Cái đầm đen còn không? Cái đầm giống vậy mà màu đen á, có cái lót trong mà đợt không có cái lót trong á, đi xem thử. Rồi lên 81 luôn. Đợi bé anh xíu mấy chị. Em lấy cái lót trong này, em mặc qua cái đầm này. Đầm này hàng cao cấp, đẹp quá trời. Để em lấy cái lót qua em đổi qua đây mà. Lấy cái lót trong đó đi. Bước ra luôn đi. Dễ thương quá trời. Cái đầm LV để mặc luôn, sắp tới về Bắc. Rồi lên tiếp tục mã 81 nha. 81 đưa cho cái hoa trái tim đi, sale luôn nha. Cái trái tim á, tay kem trái tim đen, tay kem trái tim đen, thấy chưa? 81.
81 luôn cho mấy anh. Size này cho em là size L. Sale cái chị 199.000 luôn, còn cái gì nhất. Dễ thương lắm mấy chị, kiểu này nè, một là mình mặc trễ vai nha, một là mình mặc trễ vai cho mấy anh. Hai là mấy chị kéo vai trên luôn, một mua một được hai hai kiểu. 81 em anh tri ân cái chị là bao nhiêu tiền ạ? Mặc cho em qua gối cho em hai phân. Mã này 199.000 đồng luôn, sale luôn. M81 nha mấy chị nha, 199k. Mặt này có eo lắm á, dễ thương lắm á. 181 chốt Sony. Sony Trần 81 luôn. Lên 82. Em có cái chum này nè, đẹp lắm, hàng cao cấp. Chị nào mà khách mà mua hàng cao cấp á thì mua nha. Đưa cái chum luôn. Đưa cái chum cao cấp, có size gì bà Linh đưa size cho khách coi luôn. Cái này hàng cao cấp lắm mấy chị. 81 hot rồi Nguyên Dung ơi. Ơi chị này khách gần nhà phải không? Có size L và size. Size này là size gì ta? Size M. Em có hai size là M và L. Đây. Cái chum này 2.6 triệu. 2.6 triệu. 2.6 triệu một cái chum. Đây là hàng cao cấp nha mấy chị nha. Và chum này nhẹ như lông hồng luôn, rất là nhẹ, 2.6 triệu một cái. Chị nào lấy comment tại livestream hôm nay với anh tri ân luôn. 600.000 đồng một cái luôn. Chơi luôn. Mã cho em là mã 82 nha mấy chị nha. Mã 82. 82 có hai cái, size M và size L. Đợt trước em về đủ size luôn nhưng mà bán hết rồi. Chị bây giờ chỉ còn một cái M và một cái L thôi. Khách giá shop là 2 triệu mấy một cái. Chị nào lấy em sale còn 600.000 đồng một cái chùm. Ai lấy thì cầm anh luôn. Chùm này chùm ngắn luôn, chùm ngắn mà kiểu đầm á, rất là dễ thương. Chùm dạng đầm váy mấy chị, rất là sang. Mà cái này mặc tốt rất là đẹp, mà phải 600.000 một cái, hàng cao cấp rất là nhẹ luôn. Dễ thương lắm mấy chị ơi, 600. Mà ai lấy chùm thì cầm anh mã 82 nha. M82 nha mấy chị nha. 82 giùm bé anh luôn. Rồi qua luôn, đưa cái còn nào một hai mẫu lẻ đi mà sale luôn. Chum đẹp quá nè Minh Anh, hôm trước chị có mua một cái. Dạ cảm ơn chị Tê Ly. Ủa đợt đó hình như Tê Ly mua đầm mà hả? Cái đầm màu xanh, cái đầm hoa đúng không? Cái đầm mà 680 đúng không? Sale còn 680. Đưa luôn cái đầm đen ngay ngay trước luôn nè, sale luôn 200.000 cho rồi đi. Còn có một cái size nhỏ nè, mua này về bán được nè. Size này size XL. Ôi trời ơi, size XL lận mấy chị ơi. Size XL nhưng mà form nó form nhỏ. Form này tầm cho em 55 mà, 55-56 à, 55-56 ký vừa thôi. Em sale luôn mấy chị 200.000 đồng cái này luôn, mã số 83. 83. Một cái đầm đen mặc qua gối cho bé anh nha, hai phân nha. Ai lấy thì comment luôn cho bé anh 83 luôn các chị, sale 200. Một cái duy nhất. M83 giúp em nha mấy chị nha. Đẹp lắm á, đầm tiểu thư mấy chị, mặc sang cực kỳ luôn. Mặc cái này mà mình mặc áo ngực á, mà bỏ dây ra hoặc là dây trong, cái chị mặc đẹp cực kỳ luôn. Đợt trước về 299 á, đợt này sale cái chị luôn là còn 200.000 luôn. 200.000 là sale lỗ luôn. Ai lấy thì comment nha, mã số 83 giùm em. M83 nha mấy chị nha. Sale 600.000 là sale lỗ vốn rồi. Cái chum đó là sale 600 là sale miệt mài luôn. Có cái mặt nạ này đã lắm nè. Đợi em lên mặt nạ luôn nha. Em cứ nói đợi em lên hoài mà, em cứ nói đợi hoài, lên cái này luôn. Đợi em xíu em lấy hai đầm ra em sale luôn. Em còn cái mẫu đầm này nè, Sony Trần chốt 82 kìa. Chỉ cần mình lộn á chị Tê Ly. Sony Trần đâu có lấy 82 đâu đúng không chị? Sony Trần còn mình lộn á, em thấy 82 xong nhảy xuống 81. Em có một cái đầm này rất là dễ thương, nhưng mà cái cổ này nè, cái phần phía sau này nè nó hơi sâu, nên là em quyết định em xả lỗ luôn, em thanh lý lỗ nặng luôn. Đây tất cả may hai lớp hết mấy chị ơi, rất là đẹp. Đầm cho bé anh nha mấy chị nha. Tất cả đều có tem mạc đầy đủ hết. Size này cho bé anh là size M, 650. Bé anh sale mấy chị luôn 100.000 đồng cho em cái đầm này luôn. Mã cho em là 84 à. Mã 84 nha mấy chị nha. 84 đầm này phải 53-54 ký vừa. 84 sale 100.000. À lấy comment 84 luôn. Vì cái cổ cái phía sau này nè,
vì nó rất là đẹp nhưng mà có nhiều người ta không có thích. Ở trước, ở trước thì ok nhưng mà phía sau là đi phía sau này nè, nhiều người là người ta lại thích này, nên là em quyết định em sale luôn 100.000. 84 chốt Thanh Hằng nè. Ok chị Thanh Hằng, đúng rồi chị bấm nhầm nên bấm lại, ok 84 chốt Thanh Hằng nè. Em được hai cái đẹp lắm, 84 hết rồi Liên Bích. 85 hai cái cực kỳ đẹp luôn. Cái này là size M 680, 85 size M đầm đầy dễ thương nè, 680 một cái, mà toàn là hai cái size nhỏ không, mà size M một cái đen một cái hồng. Em sale đồng giá luôn 150 một cái, lên mã 85 giùm em. M85 nha mấy chị nha, M85 chỉ có 150k thôi ạ. 85 150, ai lấy 85 comment luôn 150.000. Không đẹp, không sang, không xinh, không xịn sò, trả lại tiền 85. 150 luôn cho em cái đầm. Em có hai màu, tất cả đều tem mạc đầy đủ hết. Ai mà mình bán hàng á, mình mua này về mình bán rất là lời luôn, em nói thiệt. Các chị bán 200-250 thôi, cỡ cỡ như em các chị cũng lời rồi. Cái này em thanh lý lỗ luôn tại vì em còn có hai cái size M thôi. 85 em có hai màu là màu hồng với đen, Liên Bích lấy màu nào comment màu giùm em nha. 85 nha. Hai cái luôn 150 hết, hai cái chốt Liên Bích luôn nè. Rồi chốt Liên Bích nè. 85 hai cái nè. Lên 86 cho em ăn luôn. 85 hết rồi nè Lê Hằng ơi, hết rồi Sorenso. Giờ em sale luôn nè. Lên 86 nha, em được một cái đen, size này size M. Em thanh lý luôn 150.000 một cái đen luôn, một cái duy nhất thôi. Ai lấy thì comment giúp em. Tem tag đầy đủ hết, cái chị mua về cái chị bán. Ai mà bán hàng á, mua về bán. Vì em còn có một cái, cái này còn có một cái hả? Hay còn không? Ê đưa cái đỏ luôn nè, hai màu nè. Đưa luôn sale luôn. 150 luôn, 86 giúp em size M nhưng mà chất co giãn mấy chị ơi, chất co giãn. Các chị mặc thoải mái. Ai lấy comment 86 cho bé Anh nha. Em có hai màu, màu đen với lại màu à ba màu luôn. Còn được ba cái, ba màu ba cái. Em cho coi màu nè, màu xám nè. Xám nè. Xám nè, đỏ đô nè, xám nè, đỏ đô nè với đen có ba màu. 86 sale còn 150 luôn. Ai lấy 86 màu nào comment giúp em. 57kg vừa 86 không? Co giãn thoải mái nên chắc vừa nhưng hơi ôm nhẹ nha. Chắc vừa nhưng hơi ôm nhẹ xíu vùng bụng. Nếu chế không có bụng thì chế mặc vừa ok thoải mái luôn. À, 3 cái 86 chốt Liên Bích luôn nè. 3 cái 86 chốt Liên Bích luôn nè. Ê cái này hình như còn ở trong bao á. Đưa cái bao ra. Còn trong bao hình như màu đen còn á. Cái đen trong cái bao bưu điện Việt Nam kìa. Đưa đây, đưa cái bao đó luôn cho em. Em nhớ còn cái. Để em đổ hàng ra rồi em kiếm tiếp. Em nhớ còn có một cái nè để em kiếm. Đâu đây, trong đây nè thôi. Chốt sao đi nha. Có một cái sale luôn nè. 86 nếu có đen thì em sẽ chốt nè. 86 còn hàng không? 86 để em nhớ còn á. Nếu em chốt dư Nhự Nguyễn nha, có em gửi. Lên 87 nè. 87 nè, bé Anh còn cái Dior nè, size M nè, sale luôn nè. Có coi giảng luôn, chị nào lấy sale luôn 200. 87 giùm em luôn. 87 mã 87 giúp em nha mấy chị nha. Sale 200 mấy chị ơi, đầm đẹp cực kỳ, size M co giãn luôn. 87M co giãn thoải mái, ai lấy thì comment luôn. 200.000 cho bé Anh nha, 87M nha. Ai lấy 87M comment luôn, đầm rất là dễ thương. 87M chốt Nhự Nguyễn luôn. Lên 88 cho em luôn. 87 hết rồi chứ Liên Bích ơi, lên 88.
Còn cái hả? Rồi chốt liên bích luôn. Vậy là kiếm đi, ghi chữ chốt vô liên bích đi, kiếm cho liên bích. Dinh xào hả? Vậy lấy dinh xào xuống luôn đi. Trời ơi cái đó còn hàng hả? Tôi tưởng còn cái tôi mới sell. 87 thì 87 57 kg không vừa rồi. Rồi lên cho em mã 88. Để coi size. Size này size M luôn này, dễ thương ghê luôn. Có nịch nha, sell luôn các chị 200 luôn, lên đơn cho em mã số 88. 88 cho bé Anh luôn một cái đầm. Đầm hồng mấy chị ơi, size này size M cho bé Anh. Size này size M nha, có nịch luôn, sell 200. Ai lấy 88 thì comment 88 giùm bé Anh luôn, dễ thương lắm. Đầm hồng. Có nịch nha mấy chị nha. 200.000. Ai lấy 88 comment 88 luôn. 88 chốt liên bích luôn. 88 chị lệ hàng chốt sâu rồi, 88 hết hàng rồi. 88 chốt liên bích luôn. Nay bữa Hồng Nhung kêu chị đợi dữ phải không? Tám tám gì phần trăm không? 200. Rồi đợi em xíu em lên tiếp nè. 89 cho em luôn nha. 89 là cái đầm hồi nãy em like nè. Nó là màu da nè, size này cho em là size size L. 89 size L còn cái luôn, màu da sale 100.000 luôn đi. Ai lấy 89 thì comment luôn size L mấy chị ơi, 53 54 kg thôi nha. 54 kg đổ về lấy cho em là 89, ai lấy comment cho em sale 100.000 luôn. Phải 100 không? Nãy sale giống cho chị Thanh Hằng nó 100.000. 89 100.000 size L. 89 chốt mi Ngọc Nguyễn luôn. Thanh lý lỗ luôn á, 89 hết hàng. Lên cái này còn hàng không bà Linh? Còn. Lên mã cho em 90 nha, sale 150 luôn, 90 150 luôn, đầm cao cấp, thanh lý lỗ hết. Size M tại vì chỉ còn size M thôi. Đầm này 620, hôm bữa sale còn 420, giờ sale 150. 90 90 150.000, chất co giãn luôn. Đầm này có mút ngực luôn nha mấy chị nha. Đầm này có hai cái mút ngực luôn nè. Đầm này là đầm cao cấp, hôm bữa ai coi like là biết rồi. Đợt đầu về bán 300 không có, giờ sale cái chị luôn là 150. Ai lấy comment luôn 90. M90 mấy chị nha, 150k. 150.000. 89 chị chốt trước nha đó nha anh. Chị dạ không, chị Sunny ơi. Chị ao ra chị vào lại chị nhìn xem, tại vì biết sao mấy chủ của em là thấy chị My Ngọc Nguyễn trước nè, 89 My Ngọc Nguyễn rồi tới Sunny nè, rồi đến Liên Bích nè. Đó, nhiều khi mạng mấy chị yếu á. Mạng này mà 90. 90 được thấy còn cái thôi sale luôn đi. 90 sale 100.000 luôn đi, ai lấy 90 còn mình luôn 90 giùm em luôn. M90 100k cho mấy chị nha. Đẹp lắm. Cái này mà mặc mà giấu cái dây áo ngực vô hơi bị sang luôn, ai mà mua về bán cũng được nữa. Mua 100.000 bán 150, 180 cũng có người mua nữa. 150, 180 là bán rẻ đó. Ai mà bán sớm thì các chị bán cao lên giùm em. Cái này em còn có một cái em thanh lý luôn 100k, mã 90 nha. Ai lấy 90 comment 90 luôn mấy chị ơi. Đầm đẹp cực kỳ, rất là sang. Vòng ngực luôn. Đầm này là qua gối cho em mấy phân luôn nè, 90 nè. Rồi lên 91 cho em nè. Ai lấy 90 comment nha. 91 luôn nè, đầm này cao cấp nè. Trời ơi lỡ rồi sale luôn. 90M chốt Ngọc Nguyễn. 90M chốt Ngọc Nguyễn. Hàng cao cấp là lỡ và thanh lý luôn nè. Lên cho em đầm này size M. Em sale luôn. Đầm này là sale hôm bữa là 530. Lúc mà mở shop khai trương sale 530. Sale luôn đồng giá 150 size M có co giãn. Ai lấy đầm này comment luôn 150.000. Ai lấy comment luôn 91, em có hai màu. Size M hết, một màu đen và một màu đỏ, màu vàng. Đẹp cực kỳ luôn, đầm này rất là sang nha. Cái này mặc áo trong, dây trong hoặc là áo ngực ống thôi. Lên cực kỳ đẹp luôn. Còn toàn size nhỏ hết nên là thanh lý luôn. Ai lấy 91 comment giúp em hai màu. 150 một cái, đẹp cực kỳ. Ai lấy thì comment nha. 91, ai lấy thì comment luôn. Máy này là em thanh lý lỗ hết rồi. Mấy mẫu này là em thanh lý lỗ luôn. Ai lấy 91 thì comment nha, rồi qua mẫu luôn. Lên 92. Lên 92. Tết này nè. Tết này còn hai bộ sale luôn nè. Set này em còn hai bộ duy nhất sale luôn. Size này size M, trời ơi, set này đợt trước bán về là 390 một set.
Size này size M, chị nào lấy comment luôn một áo, một quần dài. Sale thanh lý luôn 150 set. Ai lấy comment mã 92. M92 mấy chị nha, 150k. Đây các chị, quần có bao trung phía sau luôn nè, phía trước luôn nè, là một cái quần dài nha. Một set là một quần dài và một áo. Hàng cao cấp mấy chị ơi, bao chất rất là đẹp luôn, sale 150 một set. Size này size M92. Ai lấy 92 comment giúp em. Tem mát đầy đủ hết, 92. Đây. Ai mua hàng là biết nha. Có mấy cái nó bị size nhỏ không mà, nên là em phải sale hết luôn mấy chị. Mấy khách mà size lớn. 92 giúp em mấy chị nha, 150k. 150 nha, ai lấy 92 comment luôn. Mấy khách size lớn thì người ta lại. chín mươi hai chốt chị Nhụ Nguyễn một set luôn nè, M nè. 93 áo Mỹ nè, áo Mỹ nè, 100% áo Mỹ nha. Áo này đợt trước bán 208, áo này 14 đô mấy. Áo này dạng crop top phối với lại đầm hoặc là gì cũng được hết. Em sale luôn mấy chị luôn, 93 150 nghìn một cái. Áo của Mỹ Forever 21 à, áo này 14 đô hơn nha mấy chị nha. Sale với chị 150 luôn, 93 Forever 21, ai lấy comment luôn, 150 ngàn, 93. M93 với chị nha, 150k. Chín mươi ba em chốt với chị Lệ Hằng luôn nè, nè bao nè, lên 94. Size M chân váy beo. Ok, Lệ Hằng có số điện thoại chốt đơn. 94 chân váy beo. Size này size M, sale luôn 150. Có be, có nịch luôn. Cái này có dây nịch luôn mấy chị ơi. 94 có dây nịch luôn cho em. 94 size M, sale luôn 150 ngàn. Ai lấy chân váy thì comment nha. Chân váy này chắc phải 50kg thôi. Cái này M có eo không? 52-53kg vừa thôi. Một chân váy và một cái dây nịch beo luôn. 90 mấy? 93 94 chứ mà nội. Bà lâu lâu bà like bà cứ 93 chốt Lệ Hàng, 94 là váy beo. 94 chốt cho chị ai nè, Nhự Nguyễn 94 nè, lên 95 nè. Có cái áo Mỹ này đẹp nè, chị nào lấy nha. Áo Mỹ này được trước bán 350 nè, áo của Mỹ Ama Design nè mấy chị, rất là sang luôn. Đây, cái này là dạng phi size nha. Cái này là tầm từ 50kg cho tới 65kg không vừa, 65kg hơi chật. Cái này từ 50kg cho tới 62-63 thôi. Đây, một cái áo Mỹ đây, rất là dễ thương luôn. Ai lấy comment luôn, tem tag đầy đủ, 150 cái luôn nè, 95 95 với chị nha, 150k. 150 ngàn, 95, ai lấy 95 comment 95 luôn. Đây là cái áo Mỹ nè mấy chị, rất là sang, đây dễ thương lắm, form cực kỳ đẹp luôn. Mà phía sau nè, cái chị nào mà nhỏ hay ốm á là mình cột hay phía sau nó sẽ gọn lại cái vùng bụng của mình luôn. Đó, 95 chốt Tuyết Mai luôn nè. 95 Tuyết Mai nè, lên 96 luôn. Sale luôn cái đầm này đi, ai lấy nè, trời ơi sale lỗ luôn nè. 96 luôn. Đầm này dễ thương nè mấy chị. Đầm này đầm tiệc nè. Size này cho em là size L nha, L nha. 95 hết rồi, vô đi vỏ ơi. 95 không biết còn cái nào không ta. Hết rồi. 96 đi. Đầm tiệc đi mấy chị ơi, đầm tiệc nha, còn một cái duy nhất luôn. Đây rất là sang, có chất co giãn luôn và nó nhún luôn. Cái này trời ơi đi ba hết sảy, chị nào bây giờ còn trẻ nè, còn đi quẩy đi ba nè, lấy cái đầm này cho em hết cháy luôn. Trời ơi, sáng đêm tối phập phồng luôn cho em luôn. Mã 96 cho em luôn. M96 nha mấy chị. 150k. Trời ai đẹp trai dữ vậy cha. 150 ngàn, 96 luôn. Nay điệu nha, xích nước hoa dữ dội luôn. Dạo này tao nói điệu hết sảy. Bình thường mặc đồ đầu óc bù xù, nay rồi tắm rửa sơ đẹp trai ra. Nay người ta đi chơi với ai không biết. 96 chốt cho Liên Bích luôn. Chín mươi sáu luôn, chốt Liên Bích. Tốt nhất anh nên đi lên lầu giùm em đi, lát nó tấp vô đây là hơi bị mệt luôn á. Em nói là em là nhân viên á, gần tết rồi
mấy người này người ta vô người ta làm tiền á, nhìn là biết rồi. Lên 97 cho bé anh luôn mấy chị ơi. Mà đúng là em là nhân viên mà. Chín mươi bảy, ai lấy 97 comment luôn. Cái đơn đó là chị Trang Giác nói rồi đó, lấy anh nói chuyện vào lên đi anh biết đi. 97 luôn cho bé anh, rất là sang, sale luôn. Đầm này mà sale là hết hồn luôn nha. Hôm bữa sale mình lỗ vốn nhất là 250 đó, đầm này hàng cao cấp. Để em coi size này size mấy, size 2XL luôn. 2X mấy chị ơi, em có hai cái, 1XL và 1 2XL. Chị nào mà 62X chất rất là đẹp luôn nè. Chị nào mà 2X là tầm 63 thôi, còn XL là 60kg thôi. Sale luôn 200.000 lên 97 giúp em. M97 giúp em nha mấy chị nha. 200k M97, ai lấy 97 comment luôn 200k. Còn hai cái thanh lý luôn, chơi lớn luôn 200.000 luôn. Hôm bữa sale rẻ nhất cũng 250. Nay là em lỗ nặng luôn á mấy chị. Còn mấy cái à, M97 nha mấy chị nha, 200k. Còn hai cái gì mấy chị nào nhân tay thì có hàng rồi. Đây em có màu nha, em có màu trắng nè. Cái này là của LV, không LV quên, của Versace. Ký hiệu của Versace nha mấy chị nha. 97, ai lấy 97 comment 97 giùm em luôn. Đây là cái đầm sơ mi. Đây là cái đầm sơ mi, đầm dạng suông nè, mặc rất là dễ thương luôn. Mặc lên trắng da lắm mấy chị, hình dung với bé anh nha. Rồi lên 98 đi. Ê cái này dễ thương vậy. À cái váy chống nắng rồi sale luôn nè. Đây mấy chị, váy chống nắng loại siêu đẹp luôn. Loại xịn nha mấy chị ơi. Váy chống nắng phải không? Đúng rồi. Dạ. Đóng cửa hả? Chị à, vậy kêu chị Linh về đi. Anh đẩy xe vô đi. 97 XL chốt mi Ngọc Nguyễn, cái đầm trắng á. Chín mươi bảy XL chốt mi Ngọc Nguyễn luôn. Rồi lên 98 cho bé anh luôn. 98 ai lấy 98 comment 98 cho bé anh luôn. Rất đẹp và rất là sang. Đây là cái chống nắng phải không? Sáng buổi tốt kìa. 5 giờ bà Linh về mà đúng không? Từ giờ 5 giờ rồi. Đây. Nó cái giấy chống nắng. Khách đang coi. Không, anh còn bà Linh đóng cửa rồi anh. Ok. 98 toàn cái áo Mỹ sale luôn nè. Em còn cái em thanh lý lỗ luôn nè. Chị nào lấy comment giùm em luôn. Vì em hết hàng rồi. Hôm bữa em có live stream rồi đó. Mẫu này nè, size nè. Áo Mỹ nha, còn được cái luôn. Áo này 65kg, 66, 67kg vừa luôn. Phi size thoải mái. Em còn một cái em thanh lý lỗ luôn. Áo Mỹ nha, chị nào mua về cho mẹ mặc giùm em. Hoặc là chị nào form to thì mặc giùm em luôn. Sale mấy chị luôn, 98 đi. 130.000 luôn, thanh lý lỗ luôn. Form vì form này là form to nè, nên là phải 70kg đổ về thì cái chị mặc mới vừa. Ai lấy thì comment 98 nha, 130.000. Không đẹp không sang không xinh em trả lại tiền. 98 giùm mấy anh luôn. Đó còn cái thôi. Để tối nay có gì bé anh sẽ lên thêm cho mấy chị phong thủy quần áo này nọ nha. Ai coi like tối nay coi nha. Tối nay quên like hàng cản, chưa like hàng cản nữa. Để tối nay like hàng cản cho mấy chị yêu của em luôn. Chắc giờ bé anh mấy giờ rồi? 5 giờ đúng không mấy chế? Để em coi giờ. Giờ chắc 5 giờ rồi. Nên em anh xin hẹn các chị, có gì tối nay em sẽ lên tiếp nha. Bye bye tất cả chị yêu của em. Chúc mấy chị một buổi chiều vui vẻ luôn nè.